có thể là chắc đủ bộ như vậy chắc còn không nhưng mà nó bộ màu cam này sau này có này em Tâm ơi, Tâm à, Tâm ơi, Tâm ơi, đưa chị Bóng về để bà bón cơm cho chị Bóng ăn đi. Ôi trời ơi, chị ơi, trên 600 đơn hàng rồi. Ok, rồi em kiểm tra. Vâng, ok. Rồi ạ, 230.000 bây giờ còn thu 400 nhá. Ok. Hello các bác. Cái gì đấy? Chị Phạm Nhân ơi, nếu mà đơn hàng mà nhà em đã chốt đơn và xin địa chỉ để em gửi hàng rồi chị ạ. Cuối năm rồi chị ơi, hàng hóa nó hơi chậm. Lên mã đi em ơi. Các chị thích mẫu gì nào chị ơi? Đợi em tí, em vừa ăn cơm xong còn chưa kịp xuôi đây, chưa kịp uống nước đây này. Áo đá em có nhá. Chị Quy Tuấn ơi, chị đặt mã nào ấy chị? À, em ơi, 230 Phan Đinh Thường chuyển tiền. Của tôi đây. 4 bộ đây, 47 đấy. Của tôi đi. Áo em mặc á, hơn 400 chị ơi, hàng Quảng Châu nhá. Em tí đã, để em chia sẻ like lên cái trang của em đã. Tùy thôi chị ơi, nó tùy từng chuyến thư thôi chứ không phải chuyến nào nó cũng nhanh ấy chị. Áo đang mặc là 480 chị ơi. Thằng này sale ấy anh chị nhá, 480. Con em còn đúng 3 chiếc thôi chị ạ. Phao này em mặc còn đúng 3 cái thôi ấy. Size M. Các bác vào cho em xin nút chia sẻ với các chị nhá. Chia sẻ like giúp em với. Bao lần mà không được chốt đơn á, chị Hoa Phạm, Hảo Phạm này. Áo em mặc 480, em còn sót 3 chiếc của size M. Đấy, hàng Quảng Châu cao cấp các chị này. Hàng trước là hơn 700.000, bây giờ là em hôm nay soạn ra còn hơn 3, còn 3 cái size M ạ. Áo ra thì em tí, đâu đâu nhỉ, chị Hoa đâu rồi? Đây. Hoa vậy? Đây. Này sao dây giống mày lằng nhằng kinh. Đây em không biết là cái dây giúp bớt độ em này. Nhìn kinh chết đi được ấy. Tao cứ dọn đi, chúng nó đang quẩy cả chị. Đây. Từ anh lằng dọn dây gì dọn không chỗ của tao. Ôi. Còn cái gì nữa, dây gì nữa đấy. Không biết là những cái dây gì đây này. Cái dây này nó lại cắm sang cái ổ này. Chị rút cái ổ này ra cho nó bớt dây nhá. 909. Rút tạm cái bóng điện này. Cái mã pha bao nhiêu rồi nhỉ? Lúc tạo bóng bóng sáng này nhá. Ờ. Ờ, nó ở đâu nhỉ? À, đúng rồi. Ôi bộ nhung em hết rồi tình yêu ơi. Trưa nay em live phát là hết luôn rồi mà. Rồi em lên luôn các chị nhá. Áo phao em mặc có chị nào thích không? Em còn có 3 chiếc này dưới 55 cân. Đấy chứ ạ, từ khoảng là 45 cân đến 55 cân đổ về chốt đơn ạ. À. Còn sót 3 chiếc của màu hồng các chị nhá. Màu hồng các chị ơi, hoặc đó là phao hàng cao cấp các chị ạ. À. Em xả các chị là 480. Em xả các chị 480.000 cho em xin được chia sẻ với các chị gái. Cho em xin một lượt chia sẻ với. Mã này các chị comment cho em là phao 30 các chị nhá. Phao 30 và cộng số điện thoại cho em. Đây chị này, phao 30 cộng số điện thoại cho em ạ. À. 55, 56 cân đổ về em chốt đơn. 55, 56 cân đổ về em chốt đơn hàng các chị nhá. Size M của hàng Quảng Châu. Được chưa, size M của hàng Quảng Châu cao cấp, mặc ấm dã man luôn ý. Bác ga em còn. Chị Hạnh Lê comment em là phao 30 chị ơi. Mã hàng số 30 ý. Không đẹp không lấy tiền luôn. Toàn bộ hàng ở đợt trước là 600 mấy 700 nghìn. Bây giờ em tặng các chị luôn 3. À đâu, 480 đúng không? 480 nghìn ạ, phao 30. Còn 3 chiếc của màu hồng size M chị nhá. Chị Hà Lê comment mã hàng giúp em với. Không nhanh là mình không có đâu các chị này. Toàn bộ hàng Quảng Châu, hàng này nó không phải hàng phao Việt Nam mà bây giờ em bán các chị giá rẻ. Đấy,
Chị được phao rồi, chất đẹp tuyệt vời. Cảm ơn chị Liên Mai nhá. Phao 30 có 3 chiếc size M, chị ơi, hết hàng mà chị. Nó lẻ size em sản nó các chị là 480.000. Đấy chứ ạ, 480.000 đồng. Các chị này, em qua mẫu luôn ạ. Tiếp chị ơi, nhanh nhá, đầy mẫu lẻ em sẽ tặng các chị nhanh thôi. Để chạy em tặng các chị nhanh thôi. Đẹp quá này các chị ơi. Em thề luôn ạ, mặc vào xịn tét luôn. Để chạy ấm. Các em xin lượt chia sẻ với các bác. Quá xuất sắc luôn các chị ơi. Rồi tiếp theo ạ. Nhanh nhá các chị nhá. Nhanh tay cho em với, cho em xin lượt chia sẻ. Thế chị Lý Lê, chị nhắn tin cho em đi, có gì em hỗ trợ cho chị nhá. Đấy chưa, tiếp theo ạ, mẫu này các chị comment là phao 31 này. Phao 31 và kèm số điện thoại cho em với. Đây các chị ơi, mã này là có một màu đúng không? Một màu này, M. Size M này, size gì đây? Chị nét này đẹp luôn, các bác nhìn cho em hàng này. Toàn bộ của là hàng phao lông vũ các chị yêu luôn. Giá rẻ giật mình luôn các chị nhá. Giá gọi là rẻ giật mình luôn ạ, nhẹ phèo luôn các chị này. Hàng gọi là nhẹ phèo luôn này, các chị có phải là phao 31 và cộng số điện thoại cho em. Hiện tại em đang tìm chiếc được size M. Đấy chứ ạ, hàng này của nó là hàng Quảng Châu, các chị nhìn cho em màu của nó này, rất là đẹp luôn ạ. Mã hàng cho là phao 31 cộng số điện thoại cho em rồi. Ôi đẹp quá các chị này. Tí lên phao dài sau, lên phao ngắn trước nhá các chị nhá. Không bon chen được rồi. Đây để em xem còn size gì đã. Nó lẻ size chị ạ. Hàng này giá vượt sale. À còn là ML 2 size các chị nhá. Con này size M chốt các chị tầm khoảng là 55-56 cân đổ về. Size L chốt các chị tầm 60-62 cân đổ về, các chị lên đơn. Hôm nay nhận được loan hàng là rất ưng. Cảm ơn chị Thu Hương Nguyễn ạ. Mã này ạ. À, mã này các chị có phải là phao 31 cho em. Phao 31 các chị nhìn hàng cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Em bảo rồi không đẹp không lấy tiền. Mã này là giá sale các chị nhá. Phao 31 cộng số điện thoại cho em ạ. Tí sẽ lên màu đen sau. Đó, em còn 6 chiếc ạ, còn một cái màu trắng các chị này. 480.000 đồng một áo, 480.000 đồng ạ, hết là hết luôn, tại vì hàng này nó sẽ không có hàng bù các chị nhá. Không có hàng bù ạ, còn một cái màu trắng các bác ơi, còn một cái màu trắng này size L cho em. Còn một chiếc màu trắng của size L, toàn bộ của lọ hàng Quảng Châu em tặng các chị 480. Đấy chứ ạ, 480.000, 65 cân á, 65 cân em sợ không vừa chị ạ. Em chốt đến tầm 62 cân thôi. Để em thử mặc cái size L màu trắng để xem nó có rộng lắm không nhá. Chị đét luôn các chị này. Hàng Quảng Châu mà các chị được mua giá rất rẻ thế này. Nếu mà hơi dài cắt gấu thì không sao mà chị Lê Thị Trang. Như em mới 57-58 em mà không bị cắt gấu một tí nào luôn ấy. Áo đẹp chị ơi, hàng tân sale. Để chạy hàng vượt giá sale đấy. Các chị mua áo này bên ngoài trường toàn bộ tầm trên 700.000 tiền triệu luôn ấy. Size L này chắc là các chị 65 cân mặc được ấy nhở. Ôi thoải mái 65 cân cho em này. Đấy chứ ạ, từ 58 cân đến 65 cân. 58 cân đến 65 cân. Các chị ơi, pha 31 cho em màu trắng ạ. Pha 31 màu trắng và kèm số điện thoại cho em ạ. 480.000 đồng một áo. Em bảo rồi, nhận hàng bóc hàng kiểm tra nó không có XL chị gái ơi. Không có XL. Đấy chứ em còn nguyên size ML. Các chị nhá, còn nguyên size M và size L. Các chị comment là pha 31 ạ. Màu trắng em còn ạ, chị đừng comment là pha hồng chị gái ơi. Tí em sẽ lên từng mã một sau. Có màu nào em sẽ báo luôn các chị màu đấy. Comment áo phao hồng size S rồi là áo phao của size màu trắng thì em không lên được đơn đâu chị gái ơi. Các chị phải comment cái mã hàng ấy. Nghĩa là phao 31 là cái mã hàng nhà em ấy. Để chạy mã số 31 ấy. Thì các chị phải comment mã giúp em với ấy. 55 cân á. 55 cân mặc màu trắng này hơi rộng này. Mặc cái này hơi rộng. Chốt từ các chị là màu trắng là size L, các chị tầm 57-58 cân nhá. 57-58 cân đến 65 cân. À, chị Ly Hồ ơi, 68 cân không vừa. 68 cân không vừa chị gái ơi. Để chạy phao 31 cho em lại, tí em lên màu đen sau. Đẹp nhức nách luôn. Để chị ạ, phao lông vũ chị ạ. Đây chị này, các chị mua tiền triệu. Giá này là giá em vượt được giá sale các chị nhá. Hết là nó chỉ có mỗi thứ nó vài cái thôi. Mỗi mẫu có vài cái thôi ạ. Tiếp theo ạ. Em xem nào. Còn ngoài kia không chị nhỉ? Ôi tiếc quá. Các chị ơi, tí em lên dáng dài sau nhá. Tí em lên dáng dài sau ạ. Đây chị này, mỗi mẫu nó có vài cái thôi. Mẫu này có 3 chiếc ạ. Mẫu này có 3 chiếc, mẫu này các chị có phải là phao 32 ạ. Phao 32 còn nguyên size, à có cả M cả L này. Một cái size M và hai cái size L các chị nhá. Mẫu này phao 32 cho em ạ. Phao 32 và cộng số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng. Em bảo rồi ạ, ngày hôm nay các chị nhìn nhanh tay có đơn, em hứa từ lúc trưa em bảo là tối nay em lên sao, tại vì là trưa nay là phao nó chưa về, bây giờ nó mới về hàng. Mấy mã mà chị ơi. Để chạm mẫu này các chị comment là phao 32 cho em ạ. Phao 32 và cộng số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng mẫu này cho em ạ.
Không thì em không bán đồng hồ. Nói chung là tốt nhất các chị mua đồng hồ hay là mua cái gì đồ liên quan đồ điện thì các chị mua ở gần nhà các chị, đến lúc mà bảo hành nó dễ hơn. Đến lúc mình bảo hành nó dễ hơn. Chứ bây giờ mua ở trên mạng lúc bảo hành biết bảo hành kiểu gì à chị, đúng không ạ? Rồi ạ, size M em chúc các chị đồng là 53-54 cân. Size L chúc các chị dưới 60 cân các chị nhá. Mỗi lẻ phao 32 ạ, 480.000. Rồi các chị mua rẻ nhất cũng hơn 700.000 một cái. Rẻ nhất cũng hơn 700.000. Bây giờ em tặng các chị 480.000 đồng. Các chị coi là phao 32 để kèm số điện thoại cho em. Phao 32 kèm số điện thoại cho em ạ, 40 cân đến 58-60 cân đổ về. Ôi nay rẻ thế nhưng mua nhiều quá rồi chị ơi, giá rẻ bèo luôn các chị ạ. Chỉ bằng một cái hàng Việt Nam thôi, để chạy chỉ bằng cái phao hàng Việt Nam thôi, nhưng mà có 3 chiếc đấy nhá. Một cái size M em đang mặc đây và hai cái size L. Phao 31 là 480.000 chị ơi, 480 các chị nhá. Bộ nhung em đợi em xem là có chuyến nào nó rẻ rẻ đã, tại vì là bây giờ nhập bộ nhung, tại vì hôm nay em đã xả các chị giá rẻ rồi, bây giờ nhập vào cao hơn thì thôi em không nhập nữa. Đấy chạy, phao 32 em có 3 chiếc ạ. Màu đen có, tí em lên màu đen sau. Tí em lên màu đen nhưng màu đen chỉ còn vài cái thôi. Mỗi lẻ phao 32 cho em ạ. Không có S đâu chị ơi, hàng Quảng Châu ít khi đánh xe S lắm. Tường là đánh size M đi lên. Chị bốc cái này ra này. Mã đây là phao 32 cho em nhá. Cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em qua mẫu này. Ô cái này chưa lắp lông à chị? Cái này chưa lắp lông này. Đa số là màu hồng thôi. Đa số là màu hồng. Ok chị ạ, phao 32 cộng số điện thoại cho em ạ. Ôi nhẹ nhàng, đẹp như thế này luôn. Không có gì khó cả chị nhất hiệp ạ, chị cứ comment mã hàng cho em là có đâu chị ơi. Mã hàng với số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng thôi. Đây là có một cọc này. Tiếp theo ạ, phao 33 này. Màu đen có 5 chiếc. Màu đen có 5 chiếc các chị nhá. Phao 33 cộng số điện thoại ạ. Ô có một cái 2XL này. Có một cái 2XL này. ML 2XL các chị nhá. Mã này lên đơn hàng sẽ là phao 32 và kèm số điện thoại ạ. À phao 33. Phao 33 và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này, mã này là phao 33 cho em nhá. 2XL chắc các chị 65 cân chị mặc được. Từ size M đến 2XL luôn. Lên chuẩn mã hàng cho là phao 33 và kèm số điện thoại ạ. Đây. Ok chưa ạ? Phao 33 cho em ạ. Xịn lắm các chị ạ. Hả? Cái nào có lông lắp lông của em mới Huyền ơi. Làm gì trong xó đấy đây? Tự kỷ à? Đây các chị nhá. Đây cái này nó sẽ có cái rút này. Dây rút cho em. Đằng dưới của nó sẽ có xẻ xẻ như này các chị nhá. Sẽ có xẻ này cho em ạ. Phao 33 à, em còn một cái 2XL các chị nhá. 2XL các chị tầm khoảng là 60 mấy cân ấy, để em thử xem là form nó có to lắm không này. Từ khoảng là 45-46 cân đến tầm khoảng là 68 cân đổ về em chút đơn. 67-65-66-67 cân đổ về các chị này. 2XL màu đen nữa chị nhá, có một chiếc thôi ạ. Đây chị ạ, có một chiếc các chị nhìn hàng cho em ạ. Nó đẹp xịn sò này luôn, toàn bộ có là hàng phao lông vũ các chị nhá. Toàn bộ hàng phao sinh nhật lông vũ cho em ạ. Phao 33 cộng số điện thoại cho em 480.000 đồng các chị này. 480 em vượt sale các chị ơi. Cho nên là mỗi mẫu nó chỉ có vài cái thôi. Hàng toàn bộ hàng đắt tiền ấy. Thế bây giờ em gọi là giá săn sale. Giá săn sale ạ, 32 có 1 à, phao 33 đúng không? Phao 33 cho em ạ. Phao 33 480. À, cái hàng lông vũ của hàng Việt, à siêu nhẹ hàng Việt Nam thì 169 giá, em chỉ còn màu hồng thôi chị ạ. Mã này phao 33 các chị nhá. Phao 33 kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp tuyệt vời luôn, em cảm ơn chị Trần Thị Vi nhá. Có 5 chiếc. Có 5 chiếc tặng các chị giá 480 ạ. 480.000 đồng. 480 các chị nhá, chứ không phải 180.000 đâu. Ngày mai các chị nghe nhầm là chết em đấy. Giá này đã giá gọi là siêu rẻ giật mình rồi. Đấy chị ạ, 480 kèm số điện thoại cho em. Cái điện thoại ai kêu đấy? Lấy cho em một cái dáng dài nhá. Em lên một mỡ dáng dài các chị nhá. Đâu nhỉ? Lấy cho hộ em cái Huyền ơi. Em bảo thật các chị này, hôm nay trưa nay em định lên cái mẫu này lắm cơ. Thấy chưa các chị này? Các chị nhớ cho em là cái mã này hôm trước em đang sale các chị là 350.000 đúng không? 350.000 hàng đợt đầu là 520. Đợt đầu tiên bán là 520.000 ạ. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? Mã này cho em là mã H11 à? Thấy chưa ạ? Mã này là mã H11 và kèm số điện thoại cho em ạ. H11 này đang là 350 các chị nhá. Hôm trước đã ở giá sale rồi ấy.
Ờ, hôm nay nhận được K6 đẹp dã man. K6 hình như là em có đăng hết hàng đấy. Đúng không? K6 còn mấy cái thôi chị ạ. Đây hết ngắn rồi em, tí em lên các chị mẫu này đã. Tại vì là mấy mẫu dáng ngắn là có lông thì nhân viên đang lắp lông đã. Em lên sau. Đây đây các chị này. Được chưa ạ? Các chị nhìn hàng cho em này. Xịn đét luôn, một con khoác len các chị nhá. Một con khoác len. Nhưng các chị nghe giá cho em với, ngày hôm nay sẽ rẻ hơn một tí. Ngày hôm nay nó sẽ rẻ hơn một tí nữa. Được chưa ạ? Mẫu này các chị comment là H6 ạ. Cộng số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng. H6 chị ơi. H6. Thực sự luôn các bác, bằng nhanh tay mình có đơn mã này cho em ạ. Giá gọi là bằng một nửa tiền so với giá cũ. Em tặng nha các chị nhá. Chị ơi hỏi nãy giờ không trả lời, chị biết là bao nhiêu người comment thế này em không nhìn thấy đâu chị nhá. Bây giờ em nhìn thấy, chị đừng bảo em là khinh người. Với lại là nhiều chị em hỏi, các chị hỏi em xong là em không nhìn thấy comment ý. Các chị bảo là bán hàng của gì mà hỏi mãi không trả lời. Nhưng mà khổ thật ý, bây giờ chị còn đang đứng ở trước cái màn hình như em ý. Em đang like mấy máy chị nhá. Em like mấy máy mà comment nó cứ trôi thế này thì các chị có nhìn thấy không ạ? Từ từ H6 đấy, em xả các chị luôn này. Em đang có tông màu nâu các chị nhá, màu nâu tây cho em ạ. Tông màu nâu tây này. Hôm trước chốt gần 16 mà nhân viên không chốt được, tiếc quá hết rồi chị ơi. H6 em chốt đâu các chị tầm khoảng là 63 cân đổ về. Trên 40 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn. Em tặng các chị ơi mình 299.000 đồng ngày hôm nay. Được chưa ạ? Ôi rồi ôi, các chị đã mua đợt đầu như em là 520, các chị cho em xin một cái feedback rồi. Các chị mình cho em xin một cái feedback rồi. Em tặng các chị ngày hôm nay là 299.000 đồng một con khoác len ép. Được chưa ạ? 299 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ, 62 cân có vừa cho em các chị nhá. Màu này của nó là màu be các chị này, màu be này. Tông màu đỏ cho em, các chị lưu ý cho em ạ, toàn bộ của nó là hàng IT các chị này, toàn bộ hàng IT cho em ạ. Đó, H6 cho em ạ. Chọn màu nhanh các chị nhá, chọn màu nhanh ạ, giá sale sập sàn các chị luôn. H6 kèm số điện thoại ạ, nhận hàng ạ, nhớ bóc hàng kiểm tra trước cho em. Để chạm nhớ bóc hàng kiểm tra trước đã thanh toán ạ, màu đỏ cho em này. Nâu em đang mặc này, và tông màu vàng, màu đen có nhỉ? À màu đen này có về đúng không? Bán các chị bằng giá xả, kể cả hôm nay hàng mới về em cũng bán các chị bằng giá xả luôn, rẻ hơn giá hôm trước ạ. Các chị này, ôi 65 cân mặc được nhỉ? 65 cân vẫn ngon nghẻ cho em. Len ép đẹp lắm chị ơi, bây giờ em bán các chị còn rẻ hơn một cái áo khoác len hàng xưởng luôn ý. 299. Để chạy 299.000 đồng các chị chọn màu nhanh tay cho em. Đây màu đen các chị này. Em thề luôn hôm trước các chị nhá. Em vẫn đang bán là 350. Đấy là giá sale rồi. Đợt đầu tiên hàng về nó là 520. Được chưa? Bây giờ em tặng luôn các chị là 299.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Hoặc lên có cổ để em tí em lên luôn. Chưa bao giờ gọi là giá xả nó kỷ lục thế này luôn. Nhanh nhận được quần Q3 và bạn cao 6 đẹp lắm chất. Chất đẹp lắm, cảm ơn chị Trần Thị Gia. Tí em còn bao nhiêu con K6 em cũng bán nữa các chị nhá. Mã này các chị có mail em là H6 ạ. H6 cho em màu đen. Được chưa? H6 màu đen cộng số điện thoại cho em ạ chị ơi. Cứ gọi là ok luôn đi. Được chưa? Ờ, rồi. Cho các chị gọi là giá đẹp luôn đi. Màu vàng các chị này. H6 ạ. Chị em mình ngày hôm nay không săn được mã này hơi phí. Em 54 cân chị ơi. Đợt này còn đang gọi là đang trộm vía lên cân vù vù chị ơi. Đang trộm vía lên cân vù vù luôn. 54-55 cân rồi. Các chị từ trên 40 cân để khoác len, các chị rất là dễ mặc luôn ạ. Đừng comment là 299 màu gì ạ. Các chị comment hộ em là H6 chị nhá. Hôm nay rẻ quá em cảm ơn chị ạ. Em bảo rồi, em mà đã vượt được giá sale rẻ em bán các chị rẻ hơn. Được chưa? Đã vượt được sale rẻ em bán các chị rẻ hơn, chứ không bao giờ em bán là vượt được rẻ nhưng vẫn bán bằng tiền như thế. Có thể ngày hôm qua em vẫn bán được giá cũ là 350, nhưng ngày hôm nay em lo lấy được rẻ hơn, em tặng các chị giá gọi là theo cái giá theo từng ngày ấy. Để chạm giá theo từng ngày luôn ạ. 299.000 đồng các chị này. Em chị vừa mua 350 xong đấy chị ơi. Nhưng mà em ở ngày hôm nay em vượt được lô sale. Để chạm em vượt được lô đấy. Hôm nay chị nào? Đấy hôm nay các chị đang bảo là hôm nay nó lại bán rẻ hơn đúng không? Chị vừa mua 350 xong. Em thề luôn em có nói điêu đâu đúng không? Vừa hôm trước bán 350, ngày hôm nay tặng các chị 299.000. Rẻ hơn 50.000 so với giá nhà em các chị nhá. Còn các chị mua ngoại trường vẫn là trên 600.000 một cái. Đợt đầu như em bán hàng này 520 mà các chị. Đợt đầu 520.000 cơ mà. Khoác lên nó dày dặn, nó đẹp như thế này luôn các chị này. Đấy, xuống đời luôn các chị nhá. Toàn bộ hàng em nó là hàng IT. Đấy chị ạ, lưu ý cho em mới. Xịn sò, xịn đét luôn màu vàng cho em này. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân lên đơn mã này cho các chị luôn ạ. H6. Hôm trước em hỏi người ta bán 500.000 chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Đấy là bây giờ giá bây giờ là chắc là còn được sale đấy. Đợt đầu tiên nhập con này đắt mà chị. Đây chị này, màu này màu be cho em các chị nhá. Màu này màu be cho em ạ. Nhớ cô để nhé, cô ơi cô cứ lên mã hàng với số điện thoại cho cháu đi.
Thế là nhớ cô, bây giờ cháu live stream thôi, còn nhân viên chốt đơn mà cô ơi. Phải có mã hàng cho em với ạ. Hàng khoác len nó sẽ là một size các chị nhá, một size cho em, co giãn thoải mái. Chị Xuân tặng miếng quách này, có quần nỉ thể thao của em có, chị gái ơi, có quần nỉ thể thao. Mã này là H6 cho em với ạ, H6 kèm số điện thoại cho em mình lên đơn. Em ở Tuyên Quang, chị yêu ơi, quần em mặc có bán nhưng mà nó còn có vài chiếc để ngày mai em hỏi xem có lô nào sale nhá. Tại vì em nhập cái đợt đầu nó rất là cao. Đấy, nhập vào đợt đầu rất là cao luôn. Để em một chút ạ. Đây màu đỏ này, đỏ của nó kiểu màu đỏ, đỏ đậm ấy, đỏ đậm cho em không phải đỏ tươi ấy chị nhá. Đẹp quá các chị này. Đấy các chị mua ngoài toàn bao nhiêu? 500 giá bây giờ. 500 rồi lấy là giá bây giờ nhá. Bây giờ em sale các chị 299. Được chưa ạ? Rẻ hơn 200 nghìn một cái so với giá thị trường là cả một vấn đề luôn. Chị Thương Hoàng, chị Phạm Ngọc và chị Hoa Nông em bán số lượng nữa các chị ạ. Đây, màu đỏ cho em này. Đẹp quá này. Còn nào len tăm ạ? 021 màu đen. Chị ơi 021 đó là áo nhiệt hộp chị ạ. Nó không phải là len tăm, nó là áo nhiệt hộp ấy. Đấy, tí em bán sau chị nhá. Chị Mai Lan Trương ok chốt đơn hàng ạ. Có áo áo Alika là cái gì hả chị? Áo Alika là cái gì? Đây có ổ đen này. Hàng loại 1 cho các chị luôn. Được chưa? Đã gọi là kỷ niệm các chị toàn bộ hàng loại 1. Giá 299 nghìn đồng. Các chị về so sánh giá thoải mái luôn. Có len thổ không em có chị ơi. Mã đà 66 mà không thấy gọi chốt đơn á. Chị cho em xin lại mã hàng với số điện thoại chị ơi. Tại vì là đơn hàng có thể nó bị sót. Nên là mình không thấy gọi chốt đơn, mình đặt lại giúp em với. Chị Nguyễn Tuyết có, chị Mai Hoa chốt đơn hàng ạ. Quần Q3 chị Bích Nguyễn cho em xin lại mã hàng với số điện thoại của chị với chị nhá. Trang Hải Phòng màu đen em nhá. Chị cứ lên mã hàng cho em với. Chị Mai Phương ạ, chị Vũ Tấm. Nhớ là mình phải có men số điện thoại nữa. Chứ nhiều chị ở mải đặt hàng quá là cuối cùng là quên để lại số điện thoại. Thế là nhân viên em nó không gọi được. À bao nhiêu chị ơi, 299 nghìn đồng mã H6. Có cái màu đen các chị nhá. Đây màu đen cho em ạ. H6 cách số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Chị ơi cửa hàng mình ở đâu Tuyên Quang ạ? Muốn qua dinh hết cả shop chị ơi. Bây giờ ấy các chị thông cảm, tại vì chỗ em nó đang dịch. Chỗ em là bắt đầu cả dịch giãn nó hơi bị căng thẳng ấy, cho nên em xả hết để em nghỉ Tết luôn. Đó chị Vinh Trương ok em chốt đơn hàng, em xả gấp luôn ấy. Cực căng luôn. Đấy chỗ em gọi là tình hình dịch giãn không biết là chỗ các chị thế nào nhưng bây giờ chỗ em nó hơi căng thẳng. Có áo trần chám không ạ? Trần chám là mã gì nhỉ? Chị Vinh Nguyễn có ạ, chị Bích Nguyễn ok chốt quần Q3 các chị nhá. Có mũ tí sẽ lên các chị mã khác. Có dạng ngắn không em Loan à? Có áo dạng ngắn không à? Áo dạng ngắn á? Để em tìm đã chị ơi. Bây giờ nó nhiều mã quá em không thể nào em lót được nổi luôn. Nên cái đầu em không thể nào lót được hàng mấy nghìn mã hàng luôn. Các chị nhá. Rồi qua mẫu luôn ạ. Q3 chưa có về bãi đâu chị gái ơi. Tại vì bây giờ nó phải đặt lên truyền. Đặt lên truyền số lượng lớn ấy. Thì bây giờ mới lên truyền. Bây giờ đặt có vài trăm quần là người ta sẽ không lên truyền cho mình đâu. Và nguyên size 2XL, 3XL, 4XL truyền sau các chị nhá. Rồi chị Nguyễn Lương ok chốt đơn hàng ạ. Áo đỏ sau để em tí. Bây giờ lên sau dài đi em ơi. Nên các chị một mẫu phao dài nhá. Chị vừa H6, chị vừa vào H6 299 nghìn đồng chị ơi. H6 299 nghìn đồng, các chị đang mua bên ngoài 500 nghìn là giá sale rồi nhá. Đấy, về các chị so sánh giá thị trường thoải mái luôn. So sánh giá thị trường thoải mái luôn. Lên áo len thổ chị chốt mấy cái len thổ em để ở bên kho chị ơi. Len thổ bên kho đây cho em một mã áo phao dài đi. Ờ, mã nào cũng được. Cái mã mà cái mẫu phao 24 ấy, cái gì ạ? Hôm trước bao nhiêu chị hỏi ấy. Lông lá gì đâu. Lông cũng gì thích lông. Phong ngắn hay em tím. Anh lên đó em tím lên phong ngắn luôn. Đây các chị này. Bao nhiêu chị chưa chốt được cái phao 24 được trước. Các chị lên nhanh tay mã này cho em. Rồi ôi các chị bảo Loan ơi. Chị đặt phao 24 bao nhiêu ngày hôm nay không có. Mấy này có mấy màu Huyền ơi, về được 3 màu mà. Đỏ, đen và xanh các chị nhá. Mẫu này các chị có là phao 24 cho em ạ. Phao 24 và kèm số điện thoại cho em các chị nhìn hàng này. Em bảo rồi, hôm nay về các chị toàn bộ phao nhưng mà được các chị được giá sale. Đấy Tuyên đẹp lắm à. Em là xấu nhất trong các cô gái Tuyên Quang chị ơi. Đấy, em là xấu nhất luôn. Đây. Đi thi hoa hậu nhưng bị loại từ vòng gửi xe, bây giờ bán lên bán hàng online chị ạ. Đây, các chị nhìn cho em một con phao dài này. Toàn bộ của hàng Quảng Châu, các chị đang mua hơn 1 triệu một cái. Các chị đang mua hơn 1 triệu một cái, các chị nhìn hàng này. Mã này các chị có may là phao 24 các chị nhá. Chiều nay nhân viên đang làm chốt đơn tăng ca buổi tối. Lên mạng K6 đi em Huyền đây. Cho chị xem mạng K6 ngoài kia nhà mình còn bao nhiêu cái. Nhìn được hàng đẹp quá đúng không. Đây. Trời ơi. Các chị ơi, mã này các chị có may là phao 24 cho em ạ. Đằng trong nó sẽ có dây rút eo các chị nhá. Các chị nhìn lớp của nó cho em này. Lớp áo này.
Để chạm mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Phao 24. Em dơ các mẫu, các màu cho các chị xem luôn. H6 màu đỏ ok chị ạ. Em ơi, sáng qua nhân viên chốt đơn hàng đi rồi chị ơi. Trời ơi, sáng hôm qua đi đơn luôn ý chị nhé. Em đi đơn trong ngày hết. Chị nhà em không giữ đơn hàng nữa chị gái ơi. Giữ đơn thì không biết là nhà em làm gì có chỗ để hàng đâu chị. Nhà em chật lắm. Hàng hóa nó chật không có chỗ để đâu. Các chị lên mã này cho em là phao 24 cho em nhé. Em tặng các chị ạ. Đang là hàng các chị đang mua rẻ nhất bên ngoại trường. Em nói thời điểm bây giờ cũng là tầm khoảng 800 nghìn một cái. Để chạm tầm khoảng 800 nghìn một cái. Em Loan xin phép tặng các chị 399 nghìn đồng. Được chưa ạ? 399 nghìn đồng mã hàng chứ là phao 24 và kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ đô các chị này. À đỏ đỏ cái đỏ mận đấy các chị nhá. Đây đằng trong nó sẽ có dây rút eo. Đằng trong nó sẽ có dây rút eo như này. Em có 3 màu là xanh này. À, mặc lên được em tí. Đây em tí. Toàn hàng đẹp mà muốn mua tốn tiền quá. Em chả biết đấy, chắc là họ lãi nhiều thì họ nhiều tiền nhưng em có được lãi mấy đâu. Cái này em vẫn cứ nghèo ấy chị ơi. Em cứ nghèo thì em bán rẻ ấy. Em bán lấy số lượng thôi. Bán đủ ăn thôi chị ạ, đại gia cái gì đâu. Mã này các chị comment chỉ là phao 24 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ. Cái gì chị? Các chị nhá, hôm nay em chốt đơn các chị từ 55 cân. Để chị ạ, 54-55 cân ạ. Đến tầm khoảng 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã này sẽ có rút eo. Và hai size là 1XL với 2XL. 1X với 2XL các chị lên đơn hàng cho em này. Bên trong nó trần hết cho em như thế này. Mặc vừa đẹp vừa ấm luôn các chị nhá. Mặc vừa đẹp vừa ấm luôn. Và hàng này của nó là hàng Quảng Châu. Bên trong có dây rút eo. Mã hàng chỉ là phao 24 và kèm số điện thoại ạ. Đơn hàng chiều nay nhà em vẫn đang gọi chốt chị ơi, nhân viên mới tăng ca buổi tối chưa gọi chốt đơn xong đâu chị gái ơi. Ngày mai các chị để ý điện thoại giúp em với, hoặc là tối nay nhá. Các bạn nhân viên em vẫn đang chốt đơn buổi tối nữa. Nhận được tăng ca gửi đổi, nhận được thì em sẽ báo lại luôn chị ơi. Trưa nay chưa mua giờ lại muốn mua rồi, cứ thế cứ chuyển đấy chị ơi, cứ chuyển đấy cho em. Hiếm mấy khi có hàng đẹp và rẻ này à chị. Được chưa ạ? Mấy khi có hàng đẹp và rẻ này các chị nhìn cho em này. Đây là cái lớp bên trong của nó nhá. Rồi ôi nhìn đã muốn mua rồi ý. Nhìn đã muốn mua rồi. Các chị đang mua hơn 1 triệu một cái. Em Lan bật xem tặng các chị 399. Để chị ạ, 399 cả màu đen luôn các chị nhá. Có cả tông màu đen. Mũ này các chị tháo được ra cho em ạ. Không thích mũ bỏ mũ ra được các chị nhá. Có khóa tháo mũ cho em ạ. Mã hàng chỉ là phao 24 ạ. Cộng số điện thoại ạ. Ôi chào Nguyễn Thị Thảo nha em ơi. Đây. Vừa đẹp vừa ấm luôn. Phao 24 ạ. Hôm trước em bị hết mã này đầu tiên này. Ô đấy. Thế rồi rửa tay mất 5 tỷ rồi. Quên ơi, rửa tay trôi mất 5 tỷ rồi. Ai rửa tay trôi mất 5 tỷ? Đây. 5 tỷ trong tay em rửa tay phát mất hết rồi. 75 cân không vừa chị ạ. 50 cân thì nói chung là các chị trung tuổi nếu mà các chị có bụng một tí này hoặc là kiểu cái phần trên bắp tay các chị to, các chị trên 50 cân mặc được các chị nhé, tại vì phao này cho các chị trung. Phao này cho các chị trung tuổi. Đợi em tí chị Nguyễn Bảo Châu ơi. Phao 20 cũng bằng tiền chị ơi. Phao 20 cũng bằng tiền mà, tại vì em nhập đồng giá. Em nhập được lô sale cùng đồng giá luôn ý. Mà phao 20 nhé em còn mấy cái thôi chị ơi. Phao ngắn em có. Mã nào chị ơi, đổi hàng chị comment của em là xử lý đơn hàng một kèm số điện thoại nhá. À cảm ơn chị Quyên Thị Nguyễn ạ, nhận được hàng bên em, quần áo rất đẹp, cảm ơn chị ạ. Chị Vân Nguyễn Thị Yến này, đơn tối hôm kia. Chị ơi thế đặt lại giúp em với đơn tối hôm kia nhà em chắc là bị sót đơn rồi. Nó bị sót đơn hàng với chị gái ơi. Đây màu đen cho em này. Đấy rất là dễ mặc, các chị eo to nhỏ các chị rút eo cho em ạ, rút dây eo cho em các chị nhá. Phao 24 cho em ạ. Màu các chị ơi, màu xanh của nó kiểu là lạ lạ một tí các chị này. Màu xanh ạ, màu đỏ với tông màu đen. Lên rằng ngắn đợi em một tí chị gái ơi. Hôm nay có like áo nhiệt không em ạ? Áo nhiệt đã có chị ơi. Ôi chị được phao 22 rồi, đẹp, cảm ơn chị nhá. Mã này các chị ơi, nó là hàng Quảng Châu mà chị. Đấy, con này cũng giống cái hạng phao 22 ấy. Mã này là phao 24 cho em. Hôm trước em bị hết mã này, hôm nay mới về bù được hàng ấy. Trưa nay các chị hỏi mẫu này mà em có dám lên đâu. Hàng vừa về lúc tối hôm nay. Hàng vừa về tối nay xong ấy. Ôi. Chị Loan Mai mặc vừa á? Em ơi, người chị gọn nhỉ. Thế thì chị Loan Mai người gọn đấy, dễ mặc. Cái gì cũng mặc vừa luôn á. Cái gì cũng vừa, người dễ mặc thế. Đây cái chị này màu xanh này. Màu xanh cho em ạ. Em Hương ơi, Hương nào? Hương. Em Hương ơi á. Ủa, em Hương em mới ngồi đằng góc nhà đấy chị ơi.
Áo này là 399.000 chị ơi. 399.000 đồng cho em màu xanh ạ. Chị nào chốt màu xanh các chị lên ngân hàng nhé. Phao 24 màu xanh ạ, 399.000 đồng. Đấy các chị lên ạ, chuẩn mã hàng mà kèm số điện thoại ạ. Còn phao bóng rắn ngắn chị ơi, để em lên luôn bây giờ đấy. Phao 24 nhá. Chính thức là mã này nhà em lại hết hàng tiếp. Để cho lại cháy hàng mã này cho các chị luôn. Chị Hương Vũ ạ, để chị màu đen chị comment em là phao 24 kèm theo màu với số điện thoại giúp em. Đấy lần trước đặt mà không thấy gọi bị hết hàng. Chị ơi hết hàng thì gọi làm gì, hết hàng chỉ sợ gọi các chị lại chửi em thôi. Bán hàng đắt khách thế để đâu hết tiền thế mà vẫn chẳng có tiền nữa chị ơi. Đâu vẫn chẳng có tiền đâu. Tiếp theo các chị này. Mã này các chị lên mã này phao bao nhiêu nhỉ? Lúc nãy ngoài kia kìa. Phao bao mấy rồi? 33 rồi. 33 đúng không? Mã này lên chị là phao 34 ạ. 35. À phao 35. 34 là cái gì đấy? 31, 32, 33. Bây giờ 34. Bây giờ 34 đúng không? Loạn hết cả lên. Rồi. Để chị ạ, mã này em có size màu hồng các chị nhá, có nguyên màu hồng không? ML 2 size ạ. Nguyên màu hồng cho em ạ, ML 2 size các chị nhá. Cảm ơn chị Phụ. Ôm nay chiều chị nhận được phao 22. Em xem của chị cái phao 22 là con nào đấy? Là cái nào đấy, lên luôn à? Đợi em tìm lên luôn nhá. Hôm nay các chị đang bảo là em ơi nhận được phao 22 đẹp lắm mà em không nhớ là mã nào. Đợi em tìm phao 22 là mã nào em lên luôn bây giờ đấy ạ. Lại tiếp một em siêu phẩm nữa. Chỉ có 10 chiếc. Để chạy chỉ có 10 chiếc các bác ơi ạ. Các bác lên mã này cho em. Để chạy toàn bộ hôm nay là hàng phao Quảng Châu các chị luôn. Xịn đét hàng Quảng Châu, nếu phát hiện như không phải hàng Quảng Châu ạ, hàng Việt Nam anh cho các chị giả lại. Đây các chị này, mã này các chị comment là phao 35 đúng không? À phao 34. Phao 34 vừa kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. ML 2 size nhá. Chốt đơn các chị tầm khoảng là 44-45 cân. Em Huyền cho chị bộ B12 màu hồng và B20 màu đỏ nhá. Chị Loan Mai bảo thế. Đấy, chị Loan Mai của em Huyền. Đây các chị này. ML 2 size ạ, phao 34 cho em ạ. 480.000. Các chị đúng không ạ? 480.000 đồng một áo. Các chị lên mã này cho là phao 34 cộng số điện thoại ạ. Phao 34 về các chị trích túi cho em nhé. Nó có túi chéo đấy. Có túi về các chị sạch cái túi chéo ra cho em. Đấy, cái này còn chưa trích túi ra luôn ấy. Phao 34 chị ơi, mỗi phao 34 em còn nguyên một màu hồng, giá vượt sale tặng các chị 480. Toàn bộ hàng 7-800 đến 1 triệu một cái. Bây giờ em tặng các chị luôn ạ, 480.000 đồng ạ. Phao 34 vừa kèm số điện thoại cho em. ML 2 size các chị nhá. 2 size là size M với size L như này các chị lên đơn hàng cho em ạ. Không còn đen chị ơi, hết đen rồi. Hết đen ạ. Vừa ấm vừa đẹp luôn. Đấy, cái dòng phao của nó là nó kiểu là bóng bóng nhưng nó không bóng quá đâu các chị ạ. Phao 34 cho em. Đơn tối hôm xưa chưa gọi em, gọi rồi mà chị, chắc là bị sót đơn của chị rồi, đặt lại giúp em rồi nhá. Hôm nay xem ưng mã nào đặt lại cho em với ạ. Mai phao 34 em hết hàng luôn ạ. Phao ngắn có màu đen không ạ? Đợi em tí em. Ôi. Đấy chứ ạ, phao 34 lên đơn hàng ạ. Hàng như ba chơi ok chị luôn ạ. Em tiễn chị luôn ra chỗ khác nhá. Đấy chứ ạ, tiễn chị luôn. Rồi ơi, hàng như ma chơi nhưng mà khách hàng em mua hàng không có này. Đấy, phao đám, lại có một con phao đám. Lại có một con mẹ và phao đám, hàng như ma chơi đấy, các chị thấy không ạ? Nhiều con gọi là sân si dã man luôn ý. Đây đúng không? Chị nào đã nhận được cái mã phao 22 của em chưa? Hôm nay em đăng live mà có mấy chị vào hỏi cái mã phao 22 này. Đây phao 22 cho em ạ. Ơ, rõ ràng em có lấy mẫu ra đây mà. Đấy, đấy, đấy. Biết rồi nhưng mà để dưới này ý, nó có lắp mạc sắt à, mạc sẵn mà đấy mà. Mạc sẵn này đấy, lên không? Một cái bị sứt gửi là em đổi cho chị Cấn Thị Phương rồi. Em bảo rồi, hàng lỗi gửi là em đổi mà. Tại vì là ở trong túi bóng ấy, em không thể nào em bóc tất cả các cái hàng ra để ý, em kiểm tra từng cái một thế này. Nhỡ mà chị nào mà có nhận được hàng mà cái vấn đề mình lỗi lầm ấy, thì các chị gửi là em đổi cho. Có màu gì nữa không ạ? Đợi em một tí. Pha 34 46 cân mặc size M cho em chị nhá. Có một bà gì vào comment bảo hàng như ma chơi ấy nhỉ. Để em chặn luôn cái. Muốn mua hàng em không mua được luôn ấy. Đấy chưa? Chạy đi mất à? Chạy nhanh lắm. Đâu rồi, chạy đâu rồi? Đâu nhỉ? Hàng như ma chơi đâu rồi? Để em lên tiếng hộ em cái. Đây Luân Đào đúng không? Già tuổi nhưng mà phát biểu câu gọi là chặn luôn nhá. Đây. Ok luôn. Khổ. Hàng nghìn người người ta mua hàng không sao đấy, mình tự dưng chả mua hàng em bao giờ bảo hàng như ma chơi. Đây các chị này, mã này là phao 22.
phao 22 và kèm số điện thoại cho em các chị này. Phao 22 nhá. Sao không đưa hàng 153 cho em ạ? À? 153 là sao? 34-68 cân không vừa chị ơi. Nó là form, đấy là form nhỏ, dưới 60 cân thôi. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã phao 22, đúng không? Phao 22, bao nhiêu chị đã nhận được mã này cho em xin một cái feedback rồi á. Cho em xin một cái phản hồi. Chắc là chưa mua hàng em bao giờ ấy. Đấy, tại vì em nhìn đến trông nó lạ lạ lắm. Chưa mua bao giờ mà tự dưng phát biểu như thế. Đây các bác này, em đang có màu xanh các chị nhá. Màu xanh và tông màu đỏ, màu đen, ba màu ạ. Sao lại lấy cho chị 2X này? Lấy nhầm mã rồi này. Đây này, con này lấy nhầm mã rồi này. Ô Linh nó trồng lên đấy mà. Trên kia cơ mà, phong 22 kia mà. Qua Linh mang xuống tắt mẫu đấy. Ôi rồi ôi, từ từ đã các chị nhá. Từ từ đã, để em xem lại mã này đã. Không phải mẫu này rồi, mẫu này không phải phong 22 rồi. Đợi em một chút. Đây này, đây mới là phong 22 này. Thế thì nó còn ở trên giá cao kìa. Đỏ này. Đây em tí em dô lại cái mẫu phong 22 nhá. Lấy mẫu lấy hàng không có tâm cái gì cả. Lấy người ta xa hết lờ mà cái nào được. Lấy nó như chắc ở đây rồi. Đây mới là phong 22 này. Đây này chị ơi, đây mới là phong 22 chị nhá. Đây mới là mẫu phao 22. Các chị comment là phao 22 và cộng số điện thoại ạ. Đuôi 323 có cái số nhà mình không nhỉ? Ai cộng số máy 323 không? Không phải con đấy rồi Huyền ạ. Con kia con này nó không có cái nhân lông ở túi đâu. Đây đúng không? Không phải. Con này con đỏ này là khác rồi. Đây ạ, phao 22 đây. Không biết. Như nào em? Không biết được, thế bọn nó đọc thì ghi thì thôi. Thế để em xem lại mã này đã. Bây giờ không bán ở đâu, bây giờ trên kia ghi, trên kia bây giờ lộn hết mã rồi. Từ từ nhá, mẫu phao 22, em dừng nhận đơn mã này đã. Tại vì là em chưa phân được mã ra. Để chặn, dừng nhận đơn mã này đã em ơi. Lúc là trên phao 22 xuống toàn phòng ha. Thì đưa lên như thế, đọc như thế thì em chỉ biết ghi thế thôi. Phao 22 từ từ đã chị nhá, từ từ đã để em xem lại mã đó. Không muốn nhầm mã thì chết đấy. Nhầm mã nhập nhầm cho các chị là lúc mà mất công ra ấy. Em đây phong ngắn ạ. Hả? Ừ, phao dài của mã này đi. Rồi, ok. Mã này các chị comment là phao bao nhiêu đây? 335 cho em ạ. Lên mã này trên là phao 35 ạ, cộng số điện thoại này. Có size ML 2 size các chị nhé. ML 2 size ạ, mã phao 35 cho em. Để em xem các chị ơi, tại vì là em chưa biết nó là mã nào ấy, sợ các chị sợ lấy nhầm mã thôi. Nó bị lẫn lộn size ấy. Mẫu này là có 2 size ML. 2 size là size M với size L ạ. Các bác lên mã này cho em là phao 35 đúng không chị ơi? Phao 35 và kèm số điện thoại ạ. Để chặn phao 35 và kèm số điện thoại cho em. Đây các bác này, mã phao 35 các chị nhé, màu hồng ạ. Phao 35 của màu hồng kèm số điện thoại ạ. Tí nó bọc hết xuống để lấy lại nhá. Cho chị áo G6 lúc trưa nay á. Chị ơi, chị báo nhân viên giúp em với. Mã này các chị coi là phao 35 đúng không? Phao 35 lên số điện thoại cho em mẫu này ạ. Con này em tặng các chị là giá 450.000. Được chưa ạ? 450.000. Em chốt các chị tầm khoảng là... Ủa, con này đẹp quá, bán giá rẻ không? Ờ, có mấy con đẹp nhỉ? 5 con. Từ từ đấy chị ơi, tí em xem lại mẫu này là phao 22 với mẫu là phao 23 nhá. Huyền đi kiểm tra lại của chị này. Đây là phao 22. Phao 22 là mẫu nào? 22 giờ đi tìm. 23 là dưới đất một đống. Ờ, hình như cái mẫu đầu tiên chị mặc mới là phao 22 đấy. Hình như mẫu đầu tiên ấy, còn lẫn cái con này. Chị bảo này, em bốc hết xuống đi. Bốc hết xuống rồi nhìn từng mã một thôi chị cái. Đấy là phao 22 giờ đất, 23 ở trên dưới đất. Nhưng mà sao lại bốc cả phao 23 để chồng lên phao 22 vậy? Này mẫu này là phao 35 cho em ạ. 300, à quên, 450.000 các chị nhá. 450 ạ. Chốt các chị tổng gọi là 46-47 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về. 46-47 cân đến 60 cân đổ về ạ. Không có đỏ đô chị ơi, em có màu hồng thôi. Có mỗi màu hồng thôi chị ơi. Hết rồi mà chị.
Hàng này hàng đắt nhưng mà nó còn một màu thì giá sale rẻ. Đấy chứ ạ, giá sale rẻ luôn ạ. Mã này các chị comment là phao 35 kèm số điện thoại cho em. Có đúng 5 chiếc các chị nhá, có 5 chiếc ạ, ML 2 size. Size M và size L các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em, nó đẹp xuất sắc như này luôn mà giá có 350 thôi. À quên, 450 em nhầm nhá, 450. 450 nghìn ạ, ML 2 size ạ. Dưới 60 62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Rồi qua mẫu chị ơi. Lên chị một cái mẫu dáng cái kiểu Huyền ấy, cái màu xanh la vi à. Màu xanh la vi đấy, đây là màu xanh la vi đậm đấy. Có 6 hay 7 cái gì đấy. Có nguyên size M thôi. Cái gì chị? Nóng. Đây các bác này. Mẫu này em có nguyên màu xanh đó chị nhá, nguyên màu xanh của size M ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là phao 36. Phao 36 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dáng này của nó là dáng lỡ nhá các chị nhá, dáng lỡ ạ, size M. Chị nào vừa size M của màu xanh la vi thì các chị lên đơn. Phao 36 ạ. Chị ơi nếu mà hàng đổi thì nhân viên thì em có một bạn chuyên giải quyết đơn đổi ý. Nếu mà nhận được hàng các bạn sẽ báo luôn cho chị nhá. Mã này khách hàng lên cho là phao 36 ạ, kèm số điện thoại cho em. Size M các chị này. Hả? Phong to mà. Đây các chị từ 55 size M, các chị tầm khoảng là trên 55 cân thì dáng này của nó là dáng xuông xuông nhá. 54 55 cân để tầm khoảng dưới 60 cân em chốt đơn. Dưới 60 cân em chốt đơn, tại vì mã này nó đợt trước là nó sẽ có là SML 3 size, size M các chị từ 54 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. 54 đến 60 cân em tặng các chị luôn ạ. 300. Bao nhiêu có bao nhiêu cái? 5 cái. Có 5 6 cái đúng không? Có 6 cái em tặng luôn các chị là 300 ạ. 80 nghìn một cái. Rẻ chưa? 380. Em tặng các chị 380 nghìn. Chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ, phao 36 ạ chị. Phao 36 là kèm theo số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng ạ chị nhắc. Mã phao 36 ạ. Ôi các chị ơi, có đúng 6 cái thôi. Mã phao 36 có đúng 6 cái thôi ạ. Phao 36 ạ, lên số điện thoại cho em mình có đơn nhé các chị nhắc. Phao bằng ngàn size có 62 cân chị Trương Vân ơi. Ôi, phao này phao 36. Các chị ơi em có đúng 6 cái thôi. Em tặng các chị ở giá 380 đúng không? 380 nghìn. Hàng Quảng Châu các chị ơi, nhìn nó đẹp như thế này luôn. Nó có nguyên size M các chị nhá. Đợt trước là có SML, bây giờ nó còn lẻ size M thôi. Các chị từ 54 cân đến 60 cân. 54 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Phao 36 cho em ạ, 68 cân không vừa chị gái ơi. Các chị nhìn hàng cho em này. Để chạy nhìn hàng cho em ạ, phao 36 cho em các chị nhá. Chả được cái nào à. Tí em đẹp một cái size to. Phao 20 còn chị ơi, phao 20 còn đấy. Đợi em tí em lên luôn nhá. Hôm trước đặt mà không thể gọi à, ok. Tiếp theo ạ. Con này có một màu đúng không? Có một màu. Này một màu này. Cái gì vậy? À, đây có một màu mấy size đây? Hình như là màu ML. Có màu trắng không? Một màu là size M với size L. Size M với size L. Ừ. Mã này các chị comment là phao 37 cho em các chị nhá. Phao 37 cộng số điện thoại ạ. Phao 37 các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ, hai size là size M với size L ạ. Mã phao 37 hai size ML. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, phao 37 nhá. Phao bóng các chị này. Phao này chốt các chị từ khoảng là 45 cân đến ạ 63 cân đổ về em chốt đơn. 45 cân đến 63 cân các chị nhá, hai size là size M với size L ạ, phao 37 ạ. Chờ mãi không được con nào à? Đến tầm 60 64 65 cân các chị chốt đơn à. Dưới 65 cân ạ. Các chị lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em tặng các chị là 300 ạ. 330 nghìn. Được chưa? Em tặng các chị là 330 nghìn một áo. Mã này các chị comment cho em là phao 36 à? 37. À phao 37 các chị nhá. Phao 37 ạ, không phải phao 37 màu xanh la vi đâu. Nó là mã phao 36, còn đây mới là mẫu phao 37 chị này. Comment nhầm mã rồi chị ơi. Mã này là phao 37 cho em màu hồng. Phao 37 cho em màu hồng mà kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị là giá 330 nghìn đồng một áo. Bộ đợi tí em, đợi em tí chị ơi. Ôi, phao 37 cho em ạ. Phao 37 lên số điện thoại cho em ạ, 330 các chị nhá. Có hai size là size M và size L ạ. Hai size là size M và size L, các chị lên đơn hàng mã này cho em một kèm số điện thoại ạ. Để xuất sắc luôn các chị nhá. Phao 37 ạ, size ML 2 size ạ. ML 2 size các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại. Áo dây mặc là 95 nghìn một áo hay dây chị ơi. Chị Đỗ Nhung rồi, ok chốt đơn hàng ạ. À, sóc đi đợi chị tí em ơi. Tính tháo ra thế. Rồi ô phao 37 các chị này. Phao 37 cho em ạ, 330 nghìn. Hàng Quảng Châu các chị nhá, dưới 65 cân em chốt đơn ạ. ML 2 size các chị nhá. ML 2 size ạ. Tiếp cho các chị luôn này.
Đây là mã. Mã này lên trên là phao 38 ạ. Ôi. Ôi giời. Hết nước chấm. Hết nước chấm. Lấy cho xin cái kéo nào. Ê Huyến ơi, bốc cho em cái kéo lên đây nào. Lừa cái con mẹ mày gái sinh trai sơn nghĩ tổ sư bố cho mày. Mẹ cứ để em điên. Hiền cũng hiền được. Lừa gì nhà mày chưa? Lừa thằng bố con mẹ nhà mày à? Các chị thấy không ạ? Em lừa cho các chị không? Lừa cái địt con mẹ nhà nó luôn ý. Em xin phép chửi láo một câu. Điên ơi là điên ý. Đến mã bao nhiêu chị? 338. Bán hàng không ghiên được với cái bọn kiểu là nó sân si ý. Ghen ăn tức ở. Thấy người ta bán được, mình không bán được vào sân si hay là chưa mua hàng mình bao giờ bảo mình lừa đảo. Mã này lên cho em ạ. Em chặn nó rồi chị ơi. Nó bảo em lừa đảo ấy chị. Cáu thật đấy, lúc nãy từ lúc nãy gặp một cái thằng đàn bà rồi, xong bây giờ lại đến một cái bà bảo là chị ơi, nó bảo em là lừa đảo. Em không hiểu em lừa cái gì nhà nó luôn ý. Em vừa chặn luôn rồi. Bạn này xem hộ chị sao có mấy size M. Mấy size M sao ấy. Cái má nó luôn chị ơi. Em bán hàng ít khi của em nóng tính mà em chửi lắm, nhưng mà điên lắm chị ơi. Mình đã coi là lơ qua rồi không muốn nói mà tự dưng bảo mình lừa đảo này. Lừa mà em lại cho đồng kiểm trước, lừa em lại cho xem hàng trước cả thanh toán, lừa mà em lại cho gọi là hàng không ưng cho trả lại. Như thế là gọi là lừa. Mã này mã bao nhiêu đây? 38. Hả? Tức chết được ý. Các chị nốt của nó này. Mã này là mã gì đây? 338. Phao 38 ạ. Rồi, nhận được phao rồi, ưng đẹp xuất sắc. Em cảm ơn chị ạ. Em hạ hỏa. Ok, chị Nguyễn Thị Đăng, em cảm ơn chị nhé. Áo da mã 828 á, là mã nào chị nhỉ? Đây chị ơi, mã này các chị lên cho là mã phao ba mấy chị ơi? 38. Phao 38 á. Sân si đúng không chị? Sân si nhỉ? Gặp những con người đấy thì cả đời không bao giờ khấm lại khá lên được luôn ý. Đấy, chuyên gọi là dình và xem like người ta, xong là thấy người ta bán được hàng, xong là mình, ví dụ như mình không bán được, xong là vào kiểu là comment những cái comment kiểu phá đám ấy chị. Như thế gọi là xấu tính ấy. Đấy, như thế gọi là xấu tính ấy. Đây các chị nhìn cho màu xanh của nó này. Màu xanh ạ, và tông màu trắng, hai màu cho em ạ. Phao 38 không chị? 38. Phao 38 như màu trắng em chỉ có nguyên size M thôi ấy. Size M như kiểu form này của nó xuông xuông các chị nhá. Nó xuông xuông cho em như này ạ. Phao 38 và kèm số điện thoại ạ. 1, 2 này, 3 này, 4, 5 cái. 5 cái màu trắng. 5 cái màu trắng của size M em cho nó các chị 45 ạ. Đến tầm khoảng 57 cân, 58 cân đổ về. Đấy, đến tầm 57, 58 cân đổ các chị mình vẫn thoải mái cho em ạ. Phao 38 kèm số điện thoại cho em ạ. 480. Rồi ok chị Nu Dương nhá, nếu mà bị rút dây gửi lại cho em áo len thì không thể nào tránh được chị ơi. Để chặn nó là dần vận chuyển, với lại khi mà mình gói hàng mình nhỡ mà kiểu là cái gì nhỉ? Cái cắt băng dính. Cái cắt băng dính ấy. Cắt băng dính nó kiểu nó móc vào cái là kéo sợi len ra ngay. Thì đấy không thể cháu tránh được. Nhưng mà chị nào mà bị lỡ vào cái đấy thì gửi lại cho em. Vô tư luôn chị ơi. Đây size M màu xanh các chị này. Có hai màu các chị nhá, xanh ạ và tông màu trắng. Xanh với trắng ạ, các chị lên đơn hàng ạ. Hàng này 480, mã này là phao 38 ạ. Phao 38 mà kèm cho số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng ạ. Đó, phao 38 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp nhưng không mặc vừa. Đây màu xanh có 2 chiếc màu xanh. Có 2 chiếc của màu xanh ạ. Các chị lên đơn hàng trên là phao 38 mà kèm theo số điện thoại cho em. Xanh đẹp nhỉ. Ô các chị này, 480 ạ. Quá rẻ hơn cho một cuộc tình. Hai cái size M màu xanh à? Đúng là hai cái size M màu xanh ấy. Đây chị này, để bẻ cổ áo ra trông nó rất là xinh luôn. Vì là cái chữ này của nó là chữ thêu ấy chị nhá. Chữ thêu nổi cho em ạ. Phao 38 lên đơn hàng cho là màu xanh và kèm số điện thoại ạ.
Để mà đẹp thì các chị tầm 55, 56 cân đổ về các chị nhá. 55, 56 cân đổ về chỗ đơn hàng ạ. Pha 38 màu xanh em hết luôn này. Ba mã pha 39 ạ. Em còn là 2 xanh ạ. 2 xanh size M các chị nhá. 2 xanh của size M ạ. Mã hàng lên đơn hàng cho là pha 39 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Trắng của size L. Xanh thì có ML các chị nhá. Đây các chị này, các chị nhìn áo này các chị biết đúng không? Đẹp như này. Không có về hàng đâu chị ơi, tại vì hàng này là em vượt sale ấy chị ạ. Chứ làm gì có hàng size to hơn để cho mình chọn đâu. Đấy, mẫu này các chị comment là phao 39 ạ. Phao 39 và lên số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Size M màu xanh có 2 chiếc này. Và một chiếc màu trắng của size L. Ờ rồi ok chị Nông Thái nhá. Mã là cúc bấm. Hai cái size M màu xanh ạ. Phao 39 ạ. Phao 39 ạ, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Tối nay có áo lên áo nhiệt không ạ? Có chị ơi. Có nhá. Mỗi lên đơn hàng cho là phao 39 ạ, cộng số điện thoại về các chị trích cái túi nốt cho em nhá. Cái này chưa trích hết đâu. Size M màu xanh có 2 chiếc ạ, 480.000 ạ, một cái màu trắng của size L các chị này. Một cái màu trắng của size L ạ. Chiếc thế nhỉ. Cảm ơn chị Phương Thúy nhá. Phao 39 trắng ổ các chị này, trắng này cho em này. Không phải là trắng thử. Trắng nó không phải là trắng tinh đâu các chị ơi. Kiểu trắng của nó kiểu màu trắng kiểu sữa, trắng sữa cho em ý. Trắng sữa cho em ý này. Đẹp hết nước chấm luôn ạ. Từ 55 cân đến 60-62 cân đổ với em chút đơn hàng ạ. À, còn bộ gấu xanh chị ơi, bây giờ còn cái túi còn không còn luôn chị ạ. Em sale là rẻ phát là hết luôn chị ơi. Sale rẻ cái hết luôn chị bà ngoại Đức Huy nhá. Không còn đâu. Đây phao 39 cho màu trắng ạ. Phao 39 màu trắng mà kèm số điện thoại cho em. Trắng size L ấy chị nhá. Hết luôn này. Đáng đồng tiền luôn các chị bỏ ra. Đấy, có đúng hai cái màu xanh một cái màu trắng thôi là hết. Hàng này em không có về bù đâu tại vì hàng sale rồi các chị nhá. Hàng xả lỗ rồi. À không phải là em xả lỗ mà em vượt được giá sale. Em vượt được giá sale. Tiếp theo cái này có hai chiếc màu đen này. Mã này là phao 40. Phao 40 cộng số điện thoại cho em ạ. Hai chiếc màu đen ạ. Size M luôn này. Hàng này nhập xỉ cũng đã sáu mấy rồi các chị nhá. Xỉ sáu mấy rồi này. Ui dồi ôi các chị này. Dã man chưa. Eo ôi. Các bác ơi nhìn hàng cho em này. Mã này các chị comment là phao 40 cộng số điện thoại cho em. Chất lượng quá thể luôn ý. Khổ mà không có hàng. Eo ôi tề luôn các chị này. Hai chiếc size M phao 40 ạ. Còn cái lót lông, còn gió lót lông màu đỏ không chị? Cái nào lót lông màu đỏ á? Để ngày mai em xem, chắc là không còn nữa chị ạ. Mỗi phao 40 cho em ạ. 500. Chị ơi con này 500. Size M nhá, hai cái đều size M hết ạ. 500.000 một cái. 500.000 đồng ạ, phao 40. Các chị dưới 55 cân đổ về em chốt đơn. Dưới 55 cân đổ về các chị ơi. Cái mũ của nó là một cái chất gì hay lắm. Để chắc cái mũ nó bằng chất gì luôn ý. Đấy, phao 40 cho em các chị nhá. 500.000 một cái. Em có hai cái thôi. Các chị này. Hàng toàn bộ hàng đắt các chị luôn ạ. Size M các chị nhá. Phao 40 màu đen em hết. Còn hai chiếc 500.000 một cái. Tiếp cái màu hồng hồng là màu bây giờ tí em lên cả dáng dài nhá. Bây giờ em sẽ lên dáng ngắn trước tí em lên dáng dài sau ạ. Tiếp theo con này lên cho là phao 41 ạ. Đấy chưa ạ? Phao 41 cho em ạ. M này. ML 2 size. Phao 41 ạ. Size M và size L các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. ML 2 size luôn này. Đẹp quá này các chị ơi. Phao 40 em hết luôn nhá. Tại vì nó có hai chiếc màu đen thôi. Màu đen bây giờ tìm nó hơi hiếm. Tiếp theo mẫu này các chị này. Màu của nó rất là đẹp luôn các chị nhá. Mẫu phao 41 cho em ạ. Phao 41 lên số điện thoại ạ. Chị đét luôn một con áo. Xịn đét đèn đẹp luôn cho em một con áo các chị này. Mẫu này phao 41 cho em. Toàn bộ hàng xịn các chị như này. Lên mã hàng một cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn nhá. Phao 41 ạ. Em không đọc tên tại vì là không có hàng. Ôi các chị này. Đẹp quá. Toàn bộ hôm nay nhìn trông là cái mẫu phao trông nó trẻ. Mai phao 41 nhá. 2 size ML. 2
2 size ML ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu phao 41. Còn em phao 45 là size mã chị ơi, mỗi này phao 41 cho em. Tí em soạn lại mẫu phao 22 với phao 23 các chị xem. Bây giờ em đây là mẫu phao 41 các chị nhá. Các chị nhìn hàng này. Quá chất lượng luôn. Hàng này 480.000. Rẻ hơn ngoại trường tầm 300.000 một cái, được chưa ạ các chị ơi? ML 2 size, em không đọc tên tại vì hàng này nó không có hàng về nữa và không có số lượng nhiều ạ. Chốt các chị tầm 45 cân ạ, đến tầm 60 62 cân đổ về. 45 cân đến tầm 60 62 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Phao 41 cộng số điện thoại ạ, 43 cân thì mặc hơi rộng chị nhá. 43 cân mặc hơi rộng đấy. Mã này phao 41 cho em. Phao 41 ạ, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em các chị có đơn các chị yêu. Em qua mẫu luôn này. Đẹp mà em thề luôn ạ, em không nghĩ là nó lại đẹp như thế này. Vượt sale ấy thì bây giờ kiểu là đến tầm giờ này như kiểu đánh bạc ấy. Tại vì là bây giờ là mình không đi nhặt trực tiếp hàng được mà tất cả bây giờ nó qua ảnh. Về cái nào là mình nếu mà chất nó xấu thì nhất định là mình phải bán gọi là bán thanh lý giá rẻ. Nhưng mà không ngờ là chất nó đẹp như thế. Đấy, mình ôm lâu này là quá hời luôn ấy, quá hời luôn tại vì nó rẻ so với giá thị trường tầm 300 400.000 một cái. Tiếp cho các chị luôn này. Lô này đẹp và rẻ lắm các chị này. Đấy chị ạ, mã này các chị comment là phao 42 chị nhá. Phao 42, các bác nào hôm nay vừa được cái sale cái lô này của em thì gọi là quá đẳng cấp luôn. Cái này màu trắng còn nguyên size L. Trắng còn nguyên size L các bác nhá. Phao 42 đúng không nhỉ? Rồi, phao 42 màu trắng còn size L. Trắng còn size L cho em ạ. Các chị đây là phao 42 cộng số điện thoại ạ. Ôi. Chạm mẫu phao 42 các chị luôn này. Phao 42 các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Rơi cái mắt ra. Con này lấy cổ nó gần gần đấy. Ừ. Ở sân lại của em cái. Xem cái mã ấy. Cái mã có phải 8825 không? Ở khác nhau. À không, giống nhau. Chuẩn luôn, ở giống nhau. Cái đấy size gì đấy? Con này là con... Hình như lúc nãy có M ấy. Size M. Ờ bây giờ có thêm size L ấy này. Ờ. Đây các chị nhá, lúc nãy là em tìm thấy size M, bây giờ tìm thấy một cọc size L màu trắng nữa. Xanh này đúng không? Đây này. Lúc nãy là em tìm thấy có size L đấy không? Đây này. Thế đây là mẫu 38 ấy, đây là mẫu pha 38 đấy. Rồi. Rồi pha 38 lúc nãy đúng không? Bây giờ bỏ qua mẫu này đi, mẫu này nó là trùng mã này. Đấy. Để em tí nhá. Đây. Mẫu này là phao 43 cho em. 42 bỏ qua luôn các chị nhá. Tại vì 42 lúc nãy em đọc nó sẽ trùng mã kia. Mã này các chị comment là phao 43 cho em ạ, size M. Phao 43 cho em. Không có màu đen chị ơi. Này, màu này. Đẹp thế chứ này. Ê ôi nó đẹp quá các chị ạ. Phao 43 cho em mẫu này ạ. Đấy chị ạ. Bỏ qua mã 42 chị nhá, tại vì nó trùng của mã 38. Đấy chị ạ, mã này lên đơn hàng chứ là phao 43 kèm số điện thoại cho em. Ôi. Size M. Đấy chị ạ, phao 43 cho em size M ạ. Sáng kiểu sáng xuông xuông như này mà. Đây này. Không, chốt đến tầm 56 cân, 57 cân thôi. Tại vì dáng này không ai là người ta mặc ôm sát quá như này đâu. Tại vì dáng nó kiểu xuông xuông như này ấy. Phao 43 có 2 chiếc nữa nhá. Tầm 47, 47, 48 cân. Ừ, sao phải con này thì nó giống con này. Phải không? Không. Không, 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 không. Cái này là size L, à size M. Ôi, bán con này bao tiền được. Ừ. Nó đẹp như thế này. Thôi 480 nhá. Được chưa, nhẽ ra em bán hơn thì tôi mà có mỗi 2 cái thôi. Được chưa, phao 43 cho các chị luôn ạ, 480.000. 480.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Cái màu của nó cũng xinh các chị ạ, cái màu của nó cũng đẹp cơ. Em thực sự luôn ạ, các chị ơi nhận hàng cho em này. Xịt đét luôn, các chị mua ngoài tiền triệu. Được chưa, các chị mua ngoài tiền triệu luôn ạ, phao 43. Đét luôn này. Đây cho em đúng không? Lên các chị phao dáng dài. Lên luôn các chị phao dáng dài các chị ơi. Mã này các chị comment trên ạ. Mã này là phao 44. À quên, ừ đúng rồi, phao 44. Dáng dài cho em các chị nhìn hàng này. Được chưa? Rẻ nhất đợt trước các chị cũng mua 8-900 nghìn một cái cho đến tiền triệu.
Được chưa? 8-900 đến tiền triệu luôn ạ. Các chị lên đơn hàng cho là phao 44 cộng số điện thoại cho em 43 em hết hàng. Chị ơi, có mỗi hai cái thôi. Có mỗi hai cái thôi. Mã này hộ em xem là có mấy size, như có ML 2 size. Có ML 2 size các chị nhá. Phao 44 kèm số điện thoại cho em ạ. Đúc eo. Màu trắng này nó không hẳn là, nó không phải là trắng tinh đâu các chị ạ. Trắng đẹp như này mà rất là sang luôn. Đấy, có rút eo các chị luôn nhá. Hồng này, đen và trắng ba màu. À, hai size là size M với size L ạ. Hai size là size M với size L, các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mẫu này là pha 44 các chị nhá. Pha 44 ạ, kiểu màu như màu bạc các chị ạ. Màu bạc cho em ấy. Đây màu hồng này và đây tông màu đen. Ba màu với các chị luôn ạ. Pha 44. Em tặng các chị ngày hôm nay ạ 499.000 đồng một áo. Ôi 500.000 một cái. 500.000 một áo hàng Quảng Châu. Đúng không ạ? Rồi, em giơ các chị luôn này. Xem size M này, ML 2 size. ML 2 size cho em. Mẫu này là pha 44 hết nhanh trong màu nốt nhạc luôn mẫu này. Đán 500.000 một cái, hàng tiền triệu luôn. Màu đen nha các chị nhá. Màu đen này có dây rút eo ạ. Form này trước các chị tầm khoảng là 47 cân ạ. 45, 46, 47 cân đổ lên tùy chiều cao nhé. Đến tầm khoảng là 63, 64, 65 cân đổ với em chốt đơn. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã này pha 44 cộng số điện thoại cho em. Đó, pha 44 và kèm số điện thoại cho em ạ. 500.000 một cái. 500 một cái các chị này. Màu hồng cho em này. Màu nó kiểu màu ánh bạc các chị nhá. Màu ánh bạc. Xịn sò. Để chặn xịn sò luôn các chị, ý cho em cái màu hồng của nó này. Trời ơi, cái màu sao nó yêu vậy. Cái màu nó yêu quá các chị ạ. Pha 44 cho em nhé các chị nhá. Hai size. Hai size ML. Dòng đẹp cho các chị luôn. Hôm nay săn sale. Các chị ơi, săn sale cho em ạ. Hàng tiền triệu các chị mua bây giờ được mua giá gọi là rẻ hơn nửa tiền. Để chặn rẻ hơn nửa tiền luôn các chị. Nhìn màu hồng này. Màu hồng, màu trắng, màu đen. Ba màu các chị nhá. Mỗi này pha 44 ạ. Nhưng em không bán đồ nam. Em chỉ bán đồ nữ thôi ạ. Đấy, nguyên phục vụ các chị là em đã gọi là sắp không thở được rồi ấy. Pha 43 có đũa 2 chiếc mà chị. Đây các chị này. Đẹp lắm mà nó ấm nhẹ tênh tênh luôn các chị ạ. Nó nhẹ tênh tênh luôn. Mã hàng kia là phao 44 vừa kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Được chưa ạ? 500.000 một cái. 500.000 một cái. Ok chưa các bác ơi? 500.000 đồng. Các bác lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em với ạ. Màu hồng các chị này. ML 2 size đúng không? Không biết là mã này hôm nay nó có nhiều không đây. Có ít không? Thôi áo da được em tí. Có ít thôi đúng không? Mã này pha 44. Rồi ôi em đã lên này pha 47 đâu hả chị? Mã này là pha 44 cho em. Các chị comment đúng mã hàng giúp em với. Comment sai mã mình không lên được đơn đâu chị ơi. Pha 44 cho em nhá. Dưới 65 cân các chị chốt. Dưới 65 cân các chị chốt đơn hàng. Đây màu hồng này và tông màu đen. Ba màu các chị ơi, 500.000 một cái. Toàn bộ của nó nhẹ lắm nhưng mà nó ấm. Hàng chất lượng như này luôn các chị này. Toàn bộ hàng gọi là hàng chất lượng này luôn ạ. Pha 44 và kèm theo số điện thoại cho em. Xịn đét luôn. Đấy, màu đen các chị nhá, màu đen cho em này, pha 44 màu đen ạ. À, khoa ngắn em lên rồi, chị vào muộn thế. Đen hồng với màu trắng. Đen hồng trắng ML 2 size các chị nhá, pha 44 cho em ạ. Áo da em đoan có. Đợi em tí. Trời ơi, sao nó xịn đét như này. Em thề luôn ạ, lâu lắm mới gọi là chuyến hàng nó ưng ý như này. Em thấy chị Hằng Phạm ơi, chị cứ lên mã hàng cho em đi với số điện thoại chị nhá. Đây tí, đợi em tí em lên mũ lông bây giờ đấy. Đây màu đen, pha 44 màu đen, màu trắng, màu hồng ạ. Ủa các chị cứ hỏi em ơi thấy chị không. Chị ơi chị cứ lên mã hàng em có cổ lông chị nhá. Em lên cổ lông bây giờ luôn đấy ạ. Đây giúp eo các chị này. Đấy, eo to nhỏ các chị chỉnh dây cho em này. Chỉnh dây eo cho em. Pha 44 cho em màu đen. Pha 44 màu đen ạ, cộng số điện thoại. Màu trắng gọi là trắng bạc không phải trắng tinh đâu. Nhưng các chị không phải lo là em ơi sợ cái màu trắng nó bẩn. Tại vì cái màu trắng kiểu là màu trắng kiểu đục đục ấy. Trắng như trắng bạc, trắng sữa ấy. Xịn sò. Pha 44 ạ. Đây màu đen này. Đó, pha 44 màu đen là cộng số điện thoại cho em. Đẹp, ấm, thời trang. Và quan trọng là bây giờ các chị được mua rẻ hơn nửa tiền luôn. Trắng mờ, ok chị Nguyễn Nguyễn ạ. Cho em số điện thoại chị nhá. Chị Nguyễn Dung, à Đỗ Dung chốt đơn hàng ạ. Rồi không cần kiểm tra hàng, xịn sò luôn em. Cảm ơn chị gái ạ. Pha 44 cộng số điện thoại cho em ạ. 500.000 một cái. Này chị ơi qua mẫu đi. Qua mẫu luôn.
cũng đây cũng nhanh nó hết mà, tại vì là cũng không biết là hàng nó có về nữa hay không. Em nên tiếp các chị một mẫu không? Thao một mốt bao nhiêu á? Thao một mốt bao tiền? Đợi em một chút nhá. Tao 20 này còn mươi thế rồi. Cái này tao 20 này. Ui shit rồi. Đây đi nữa, đi nữa nhanh nhỉ. Đây cả hai màu à? Đây chị này, mã này các chị comment là phao 45 cho em ạ. Phao 45 mà kèm theo số điện thoại cho em. ML 2 size các chị nhá. ML 2 size màu đen màu hồng. Hai màu là đen với hồng ạ. Chị nào thích mũ lông thì các chị lấy cái này cho em này. Chị yêu là thích mũ lông các chị lấy loại này cho em ạ. Dáng dài nhưng em có chị cũng bán rẻ các chị luôn. Em mà đã nhập được rẻ các chị cũng gọi là ok luôn. Được chưa ạ? Mã này lên cho là phao 45 ạ. Về rũ cái lông này ra cho em. Đấy, mã này phao 45 nha các chị nhá. Ôi ôi Huyền ơi, nhìn này. Đẹp chưa? Dã man luôn ạ. Mã hàng cho là phao 45 cộng số điện thoại ạ. Em có màu hồng với màu đen các chị nhá. Hồng với đen dáng lỡ cho em ý. Dáng lỡ. Các bác nhìn hàng cho em này. Xịt đét luôn ạ. Phao 45 em có ML 2 size. Trước các chị tầm khoảng là 48 cân đến 56-57 cân các chị mặc vừa cho em một size M. Và các chị tầm 62-63 cân các chị mặc size L cho em. Em có hai màu là đen với hồng. Để cho em có hai màu là màu đen màu hồng, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Con này em tặng các chị là 550.000. Được chưa ạ? 550.000 đồng các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Chị nào nhanh tay mình có đơn em đặt luôn ạ. Mẫu này em không có hàng về đâu. Mã này không có hàng về đâu ạ. 550 một áo. Giá gọi là đẹp nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Đố ai bán được giá này. Được chưa ạ? Em nói luôn ạ, đố ai bán được giá này luôn ạ. Pha 45 đúng không em? Đấy, pha 45 mà kèm số điện thoại ạ. ML 2 size. Hàng Quảng Châu các chị nhá. Con này nếu mà các chị nhận được hàng, nếu mà phát hiện ra hàng Việt Nam cho các chị giả lại. Để cho em cho các chị kiểm tra hàng trước. Nếu như hàng này nó không phải hàng Quảng Châu như em quảng cáo ở trên live ấy, cho các chị mình giả lại hàng cho em. Ok không ạ? Rồi ạ, pha 45 này các chị này. Màu đen với ạ, tông màu hồng, hai màu. Chị nào thích trẻ trung các chị lấy màu hồng. Còn chị nào nói chung màu thích trang sang trọng, được chưa? Thích kiểu là tông màu tối thì các chị lấy màu đen cho lại. Chị nào béo ấy, mà các chị không thích màu sáng các chị lấy màu đen. Đấy, còn tông màu hồng và tông màu thời trang. Mỗi này pha 45 cho em ạ, hai màu các chị nhá. Giá của nó cũng dáng eo eo đấy. Dáng đẹp này. Đẹp luôn. À quần sóc á, quần sóc em sale 200.000 nhưng mà không chọn hình. Đấy, quần sóc sale 200 nhưng không chọn hình ạ. Bạn ơi có phong ngắn không? Em có chị ơi. Có nhá, dáng eo này. Con này đẹp gọi là hết nước chấm luôn. Được chưa ạ? Đẹp hết nước chấm luôn ạ. Pha 45 nhá. Quần sóc thì em giao các chị mẫu nhá. Tại vì là bây giờ như em đang lẻ mẫu lẻ sai. Bây giờ như em nó đang lẻ mẫu lẻ xa, các chị comment cho em là pha 45 một cộng số điện thoại ạ. Màu đen, 2 size ML, phong các chị 63-64 cân đổ về các chị vẫn ok thoải mái cho em mã này ạ. Chị Loan Mai lấy luôn, con này xinh lắm luôn đấy chị ơi. Đấy, em lại gạ gẫm chị rồi. Đẹp mà chị lô này em thề luôn là cái nào sờ chất cũng sướng. Đấy mà bây giờ các chị còn rẻ hơn cả hàng Việt Nam mà các chị đang mua. Đấy chứ, rẻ hơn cả hàng kiểu các chị khi mua cái hàng xưởng mà nó nhái hết cái hàng này luôn mà các chị đang mua hàng này tiền triệu. Em săn sale của các chị ơi, mỗi lần pha 45 đúng không? Pha 45 cho em ạ. Kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Rồi qua mẫu em ơi, lấy chị mẫu khác nào. Để em xem nào. Nếu mà năm nay mà không dịch ý, mà bán được lẻ thì chắc không có giá này đâu các chị ạ. Chẳng qua dịch giã này là kiểu nhiều chỗ người ta đóng cửa ấy. Đấy, cho nên là bắt buộc là người ta phải sale. Để chặn sale để có tiền để trả. Để trả cho gọi là cái thuê chỗ này, thuê cửa hàng này, để chặn thuê xưởng các kiểu luôn ấy. Nói chung là rất là nhiều chi phí. Thế là người ta phải sale các chị giá này. Đấy, xong ngắn tiếp được em một tí chị nhá. Em qua mẫu này. Loan loát được hết hàng chưa? Đào loát được hết chưa? Còn rồi ạ, phao phải 550 chị ơi, 550. Ta phân ra một lúc ta bảo 550.000 ạ, phao 45 kèm số điện thoại cho em.
đét đền đẹp, được chưa ạ? Xịn đét đền đẹp luôn. Ở áo da đẹp không em có chị ơi? Cái gì đấy trời? Sao mà đẹp vậy? Ôi, phao 46. Mà khe đẹp. Eo ơi, phao 46 cho em. Mã này lên chỉ là phao 46 cho em các chị này. Màu trắng với màu đen hai màu các chị nhá. Trắng đen hai màu ạ. Phao ngắn Hà Quảng Châu. Em vừa mới lên xong ấy chị ơi. Em An ơi, chị chuyển khoản lấy phao 40 nhé, là cái nào? Không. Không bán như thế. Để em xem đã. Xem có ngoan không đã chị Linh Lan Nguyễn ạ. Xem có ngoan không, mời bán nhá. Lên áo nhiệt đi, đợi em tí chị gái ơi. Các chị ơi, phao 46 cho em. Bán hàng không cần lời, bán hàng lấy khối lượng. Úi dồi, mẹ ơi là mẹ. Bà ngoại. Nói chung là bảo là bán hàng không cần lời, chỉ nói điêu thôi. Quan trọng là lãi ít hay lãi nhiều thôi, chứ còn chẳng ai lên like mà bán hàng không có lãi cả. Đúng không ạ? Chỉ có nói phét thôi. Em nói thật luôn ý. Em bảo em bán hàng, em bán thì chả cần lãi. Đấy chứ, em bán hàng không có lãi. Thế nọ thế kia, chỉ nói điêu thôi. Trừ khi là người ta bán hàng được lãi ít thì lãi nhiều, chứ không ai bán hàng tự dưng lên like bảo em chị em bán hàng, em bán không cần lãi. Đúng không ạ? Mãi phao 46 cho em ạ. Em tặng các chị giá 550.000, hàng vượt sale các chị nhá. À, em có màu trắng là trắng bạc các chị này, trắng bạc cho em mà tông màu đen hai màu ạ, hai size ML. Chị ơi đừng comment nguyên màu đen, chị comment hộ em là mã phao 46. Đúng không ạ? À, phao 40 đẹp lắm mà chị không vừa. Nó có đúng hai cái thôi chị ơi. Mã hàng lên đơn hàng và cộng số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, mã phao 46 các chị nhìn hàng này. Đây ạ, ML 2 size các chị nhá. Toàn bộ là 2 size ML, 550.000. Sao không, em chốt đơn các chị tầm 63, 64 cân đổ về em chốt. Đấy, phao 46 tầm 63, 64 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị nhìn hàng của em này, 550 một cái. Các chị mua hàng hơn triệu, em vượt xem tặng các chị 550 một cái. Phao 46 ạ, chị đi hồi không có size to chị ạ. ML 2 size thôi chị gái ơi. Mã này có 2 size ML ạ. Mã này có 2 size ML. Đồng Nai không đi được đấy. Đồng Nai đấy, đấy, Đồng Nai ở trước không đi được đơn đấy, xong là để trong đấy quên mất đi. Xong bây giờ có gửi lên chị chưa? Ê, chả biết được. Thôi để bỏ ra ngoài đi. Bây giờ một đống như này bỏ ra bán này phải điện thế nào, cọc có 200 đồng một đống như này. Thôi chết rồi, để mai cái Huyền chắc nó quên đấy. Quên giấu trong đây, bây giờ chị đi mói. Bỏ ra ngay mai nhắc cái Huyền cho nó nhớ. Cái đứa nó hay quên mà. Chị không điện từ quần áo từ bao giờ ấy. Chắc là bây giờ gửi được rồi, Đồng Nai gửi rồi. Dáng này các chị ơi, dáng eo các chị nhá, dáng này của dáng eo ấy. Chợ mã hàng lên đơn hàng chỉ là phao 46 ạ. Phao 46 kèm số điện thoại cũng phải nói hay ạ, cái gì nó cũng phải chuẩn thôi. Chứ chẳng ai bán hàng, kể cả đi bán mớ rau ở chợ cũng có lãi người ta mới bán đúng không ạ? Chứ không ai đi bán không công. Người chợ người ta làm gọi là trồng được cái cây rau cũng vất vả, bây giờ bảo là đi ra chợ vào thôi. Chị cho mày hay là chị bán thì không có lãi đúng không ạ? Ít ra người ta phải lấy tiền giống rồi là tiền phân bón rồi các kiểu đúng không ạ? Đấy, em bỏ tiền ra em nhập hàng em phải có lãi mới bán chứ. Quan trọng em bán lãi thôi, em bán được nhiều. Tiếc thật, năm ngoái chị mua 900 mà không đẹp bằng của em Loan xinh gái. Úi dồi ôi, chị mua áo này 900 á? Không đẹp bằng đúng không? Áo này trước hơn triệu mà chị. Áo này của nó là trước triệu 2, triệu 3 mà chị gái. Bây giờ áo có 550. Để chợ bây giờ có 550 một sale ấy chị nhá. Ôi mẹ đừng động vào đấy. Cái đấy là con đang bán mà. Phao 46 ạ. Đây chị này. Đấy chứ là 48, 49 cân mặc được các chị nhá. 48, 49 cân mặc được cho em ạ. Tầm 63 cân đổ về em chốt đơn. Đấy chứ ạ, tầm 63 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Hôm nay toàn phao đỉnh, em cảm ơn chị ạ. Các chị có biết là hàng này các chị vẫn đang mua hơn triệu mà. Bây giờ em vượt xem tặng các chị có 550 thôi. 550. Được không ạ? Rồi ạ, phao 46 em qua mẫu đi chị nhá. Hai màu. Có hai màu ạ. Còn gì nữa không chị ơi? Còn gì nữa không? Có lẽ em mẫu phao ngắn kìa. Rồi còn đúng một mã phao ngắn nữa là em hết. Để chị, các chị nhanh tay nhá. Các chị nhanh tay cho em ạ. Thật manh động lên. Tranh nhau mã này cho em luôn. Chị, tranh nhau mã này cho em luôn này. Mã này phao 47 ạ. Hình như là còn nguyên size L. Đúng rồi, màu hồng còn nguyên size L các bác ơi ạ. Phao 47 kèm số điện thoại cho em ạ, răng ngắn nhé các chị nhá.
Ôi, cái này nó còn ánh ánh cái gì nhỉ? Ánh ánh kim kim tuyến cho chị nhá, ánh kim tuyến cho em. Xịn quá. Xịn quá các chị ơi, size L. Để em một tí nhá, em cho các chị xem luôn mã này. Còn nguyên size L màu hồng. Pha 47 đúng không? Cái điện thoại của em nó cứ một lúc là nó lại cái gì làm dịu mát xong là nó lại ảnh nó đỏ đỏ. Nhận được hàng gần triệu mà ưng ý lắm, cảm ơn chị yêu. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là pha 47 ạ, kèm số điện thoại cho em. Em thấy luôn cái pha của nó ấy, nó cứ ánh ánh đẹp lắm các chị này. Không biết là các chị có nhìn rõ không? Ở trên live nhìn không rõ nhưng bên ngoài cái ánh nó đẹp lắm. Để chạm mã hàng cho em là pha 47 ạ. Đẹp rụng tim à. Đẹp rụng tim thì ai dám xem với chị. Đấy. Khởi gọi là đẹp nhích nách thôi. Size L. Để chạm size L cho em. Pha 47 và kèm số điện thoại ạ. Size L các chị từ 55 đến 60 cân các chị nhá. Từ 55 cân đến 60 cân. Còn một cái màu trắng và 4-5 chiếc màu hồng ạ. Pha 47 cho em ạ. 480.000. Rồi ô, các chị mua ngoài cứ 8-900 1 triệu một cái. Xót ruột. Nhưng mà khổ mỗi tội là hàng nó không có số lượng nhiều các chị nhá. Hàng vượt sale nó chỉ có vài chiếc thôi. Mã hàng lên đơn hàng cho em màu trắng cũng là size L luôn các chị này. Trắng cũng là size L cho em ạ. Trắng cũng size L này. 55 đến 60 cân em chốt đơn các chị yêu nhá. Từ 55 đến 60 cân ạ. Phao 47 và kèm số điện thoại ạ. Hết hàng. Để chạy hết hàng cho em ạ. Phao 47 cho em này. Đẹp nhỉ. Này chị Hoa ra nhìn nhá. Nó ánh ánh này đẹp đó. Nó như kiểu mình đánh phấn mắt ấy. Ờ, đúng không? Cái màu ánh ánh như kiểu phấn mắt luôn ấy. Rồi trên được hàng cái nào ưng lắm ơi, cảm ơn chị yêu ạ. Hết các chị nhá. Trắng đẹp. 480.000. Trắng có một cái thôi. Em mặc lên các chị xem luôn nhá. Trắng có một cái hết hàng luôn này. Pha 47 ạ. L. Ôi, L cái này sợi to ấy nhỉ. Đây từ khoảng 56 cân, 56 cân đến tầm 62, 63 cân các chị thoải mái cho em mẫu này. Để chạm 62, 63, 64 cân các chị ok cho em nhá. 58 cân chị ơi, cái riêng màu trắng này này. Thế nhưng em mặc cái này mà form nó to hơn sao ấy. Đấy, cái hồng kia mặc vừa đẹp thế mà sao cái này nó rộng ấy nhỉ. Trắng nhá các chị nhá. Không có M màu trắng đâu, có đúng một cái L màu trắng thôi. 57, 58 cân đến 65 cân. Để chạm 57, 58 cân đến 65 cân em chốt đơn. Lên da lót lông ngắn đi ạ, đợi em tí. Còn không? Còn cái nào nữa không? Hết đúng không? Còn mỗi một cái, một mã, một mình. Đâu. Một mình cũng lên. Cho mất lóc luôn. Mất lóc luôn. Hàng hiếm là các chị lại có một cái nhá. Đi chưa? Các chị comment là hàng hiếm mà kèm số điện thoại ạ. Hàng hiếm mà kèm số điện thoại cho em ạ. Xinh lắm các chị này. Hàng hiếm cho em, còn đúng một chiếc. Trời ơi, size M luôn. Hàng hiếm đây, size M luôn các chị này. Hàng hiếm đây, size M. Có một chiếc duy nhất. Màu hồng ạ. Đó, hàng hiếm đây, size M các chị yêu. Các chị comment luôn là mã hàng hiếm mà kèm số điện thoại. 55-56 cân đổ với em chốt đơn ạ. Lên lại phao 22 để em tí. Đâu phao 22 phân mẫu chưa? Ở chỗ Huyền kìa. Đây đây, cạnh của Huyền đấy, phao 22. Một chiếc duy nhất các chị ơi, hết hàng luôn này. 480 các chị ơi, 480.000. 480.000 đồng. Em bảo rồi, không đẹp không lấy tiền. Một chiếc duy nhất này. Sờ chất tôi sướng lắm các chị ạ. Sờ chất cũng đã đời. Hàng hiếm bao nhiêu? Hàng hiếm 408 nốt chị ơi. Có một cái thì cũng bán cho các chị giá bằng tiền thôi. Size M luôn các chị nhá. Size M. Hết. Đâu chị? Mẫu này là pha bao nhiêu đấy? Pha này mã bao nhiêu đấy? Pha 23 được cả. Chứa đây cái con túi này ở dưới luôn em. Mày bảo pha 23 được không? 20. 20 lít thôi. Có nhầm không đấy? Đấy mà là pha 20 á? Đây 20. Nghe Huyền đi, Huyền nó chuẩn đấy. Đây.
đúng không? Còn hai màu, hai màu dạ. Nhưng mà còn nguyên xe ít rồi thôi. Đúng đấy, ở đây, đây là phao 20 à? Ừ. Ở đây là phao 20 cho em. Và em mỗi là phao 20 chị này. Mãi là phao 20. Cái này là phao dành cho các chị chung chung nhá các chị nhá. Để chạy chung chung tuổi này các chị này. Mỗi này là phao 20 và cổng số điện thoại à. Em đang có đen với đỏ đô. Đỏ với đỏ mận chín, màu mận chín cho em ạ. Lên trên là mã phao 20 cộng số điện thoại cho em. Phao này cho đâu các chị 55 đến 65 cân. 55 cân đến 65 cân lên đơn hàng ạ. Phao 20 và kèm theo số điện thoại ạ. Em tặng các chị là giá 399.000 đồng. Em có hai màu là đen với lại màu đỏ. Đỏ gì nhỉ? Đỏ mận các chị nhá, đen với đỏ mận ạ. Các bác lên mã này cho là phao 20 và kèm số điện thoại cho em. Phao 20 và kèm số điện thoại cho em ạ. 399.000. Các chị nhìn cho em này, trần hết bên trong cho các chị luôn. Đó, hàng Quảng Châu các bác nhá. Đét đẹp đẹp luôn ạ, 1X 2XL. Em có hai size là 1XL với 2XL. Chị nào đã nhận được cái phao 20 nhà em rồi cho em xin một cái feedback rồi. Cho em đang xin một cái phản hồi với các chị này. Mã phao 20 các chị nhá. Mấy anh em thấy gọi chốt đơn á. Lên lại mã hàng cho em mấy chị ơi. Không xem like của hôm nay các chị đặt lại cho em với. Tại vì nó bị sót đơn ấy chị ạ, nó bị sót đơn hàng ấy. Mã phao 20 ạ, lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị nhá. Em lười bán đồ nam lắm chị ơi. 1XL 2XL, mã này nó sẽ không đánh là size SML gì đấy đâu. Nó đánh là 1XL 2XL các chị nhá. Nó tương đương với các chị tầm khoảng 55 cân. Đến ạ, 65 cân đổ về, 65, 66 cân. Để em chốt lên 65 cân thôi. Phao 20 ạ, đen với lại màu đỏ mận. Đấy chứ ạ, đen với đỏ mận các chị này. Ấm mà đẹp, mà nó rẻ như thế này. Đấy chứ ạ, giá gọi là rẻ giật mình như này luôn ạ. Phao 20 và kèm theo số điện thoại ạ. Em từ màu đen. Đấy, em đặt màu từ màu đen. Chị ơi, nếu mà không thấy gọi chỗ đơn đặt lại giúp em với. Tại vì nó bị sót đơn đấy chị ạ. Nó bị sót đơn hàng đấy. Còn là các chị xem mình có comment đúng số điện thoại không ấy. Đây màu đen cho em này. Các chị nhìn cái mặt nó trần hết như thế này cho em. Đấy chị ạ, rất là ấm luôn. Các chị ơi, 399.000 đồng mã phao 20 ạ. Phao 20 vừa lên số điện thoại ạ. Kiểu này là kiểu lỡ lỡ, kiểu dáng chùm mông các chị nhá. Kiểu dáng chùm mông các chị luôn. Dáng chùm mông ạ, phao 20 với lên số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em tặng các chị là 399.000 đồng. 399.000 đồng các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại ạ. Phao 20, phao là mã 20 nhá. 400.000 một cái, 400.000 một cái. Đấy chứ ạ, hết các chị nhá. Này phao đẹp quá, cảm ơn chị ạ. Giá rẻ đúng không ạ? Rẻ như thế này các chị nhìn cho em ạ. Trần hết bên trong cho em. Đấy chứ ạ, mặt bên trong các chị nhìn hàng này. Xịn đét đẹp đẹp luôn các chị nhá. Các chị mua ngoài cũng 8-900.000 một cái. Đấy chứ ạ, giá bên ngoài cũng 8-900.000 một cái. Toàn bộ hàng này em vượt được giá sale thôi. Giá sale qua mẫu luôn này các chị này. Mã này bao nhiêu đây, phao 23 đúng không? Phao 23. Rồi, lên tiếp mẫu này là phao 23 cho em. Phao 23 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đúng không nhỉ? Chuẩn không? Huyền ơi, cái mã này vừa mang đi là mã bao nhiêu đấy? Mày vừa mang cái gì? Ôi giời, mỗi này phao 23 đấy. Đấy là 23. Thầm mà, phao 24 em lên rồi. Phao 24 là giúp eo, hôm nay em lên rồi. Đây là phao 23 này. Mã này các chị lên đâu là phao 23 nhé chị nhá. Phao 23 và kèm số điện thoại ạ. Phao này dành cho các chị trung tuổi chị nhá. Trung tuổi. Tại vì là trung tuổi đấy, nó kiểu là dáng xung xuông một tí. Mạng nhà Loan mấy hôm nay kém thế, mọi người vẫn xem bình thường mà chị lệ thôi. Đây chị này, size 1XL với 2XL em có 3 màu nhá. 3 màu ạ, mỗi lần phao 23. Phao 23 và kèm số điện thoại, em có màu xanh nữa chị này. Màu đỏ đô với lại tông màu đen. Mã này cho em là phao 23 cộng số điện thoại ạ. 399.000 đồng một áo. Được không các chị ạ? 399.000 đồng ạ. Phao 23 và kèm số điện thoại ạ. Mã phao 23 cho em ạ, 399 các bác nhá. Xịn đét luôn, em bảo rồi ạ. Mã này về còn không có hàng mà bán. Về không có hàng bán tại vì giá nó quá rẻ hơn so với ngoài thị trường rồi. Em thấy các chị mua những cái dòng phao này bên ngoài người ta cứ bán 8-900 triệu cái. Thế chắc là các chị là không mua được cái giá sale ấy. Nên là giá rất là cao luôn, kể cả đi nhập hàng cũng thế. Thế mà nhập vào giá kiểu là chính của nó thì giá rất là cao. Còn giá này là em ôm nó sale với chị nhá. Giá em ôm sale tặng các chị luôn ạ. Phao 23 các chị nhá, màu xanh này. Đấy chứ ạ, phao 23 trên màu xanh ạ. Và phao 23 trên màu đỏ đô.
đỏ đô, kiểu đỏ mận ý, đỏ mận mận ý. Rồi nhận được áo đá 153 đẹp xuất sắc luôn, cảm ơn chị Thảo Trương nhá. Mã này có 1XL, 2XL, từ 55 đến 65 cân em chốt đơn nhé chị yêu nhá. 55 đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng lên đơn cho là phao 23 và kèm số điện thoại. Đấy chị ạ, đỏ mận cho em này. Đỏ mận ạ. Em đang mặc quần sóc gì vậy ạ? Quần sóc nhung chị ơi. Em mặc là quần sóc nhung. Trần Thị Kim Dung rồi ok. Trần Tú Hương ok, chốt đơn ạ. Chị Thơm Quách có đơn hàng ạ. Trần hết bên trong cho em ạ. Mạng hôm nay lag quá ạ. Hôm trước em có mua áo phao 3 ngày mà gọi nhân viên gọi thì nói hết size buồn. Nó bị hết hàng ấy chị ơi. Hàng này cứ về tí nào hết tí đấy mà chị. Được chưa? Về tí nào hết tí đấy luôn. Hôm nay em về thêm một ít nữa. Em không gọi tên nữa nhá. Em không gọi tên nữa. Em màu đỏ đô cho em này. Đỏ đô. Màu ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line các chị nhá. Phao 23 cộng số điện thoại cho em màu đỏ này. Chị Liên Bùi rồi ạ. À, đổi sang ạ. Phao 46 đổi sang phao 23 DXL rồi ok chị luôn. Mã này phao 23 cho em ạ, 399.000 đồng một áo. Đây màu xanh các bác này. Màu xanh các chị nhìn cho em ạ, cầm cái áo của nó chắc tay như này luôn. Bao chị đã nhận được áo phao nhà em rồi, các chị cũng gọi là cho em xin một cái phản hồi. Đấy, cho em xin một cái phản hồi với ạ. Các chị nhìn lót cái trần bên trong cho em nhá. Mặt bên trong áo này, mặt bên ngoài áo cho em. Mặc nó ấm, nó mềm. Mặc đồ ấm nó mềm, đợi em tím đến khoác len mũ. Tình yêu ơi đợi em một chút nhá. Mạng nét mà. Nói chung là tùy từng chỗ chị ơi. Mạng nó tùy từng chỗ đấy. Đây chị nào chút màu xanh các chị lên đơn là màu xanh là một tông màu thời trang, màu nó lạ lạ ấy. Còn màu đen, màu đỏ đô là cái màu truyền thống rồi. Màu xanh nếu chị thích nào kiểu màu độc lạ một chút, các chị lấy màu xanh để cho em. Nay toàn áo phao đẹp quá, đẹp quá. Em cảm ơn chị Ninh Phan. Mã này lên đơn hàng cho là phao 23 kèm số điện thoại ạ. 62 cân phao ngắn size 2XL. Có lúc đấy có một cái chị ạ, hết rồi. Chị Thúy Đào ạ, hôm nay nhận được phao nhà Loan dày và đẹp lắm chị ơi. Hàng này hàng Quảng Châu ạ chị. Các chị mua tiền triệu luôn mà bây giờ giá em vừa xem tặng các chị là 399.000 đồng. Còn rẻ hơn các chị mua hàng xưởng. Đấy chị ạ, mua hàng rẻ tiền luôn ý mà giá đẹp cho các chị luôn ạ. Phao 23 chị Diện Lê ạ, sóc nhung màu nâu em hết rồi chị ơi. Bộ nhung mũ em hết hàng chị ơi. Đây chị này, lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Màu xanh này gần gần như ở màu xanh la vi chị nhá. Rồi em qua mẫu này. Phao ngắn mã nào chị ơi? Phao ngắn mã nào? Nào em tay cái khoác len nào. Tay khoác len đây. Tay khoác len đây đây. Đây khoác len đây, chị nào đã bao nhiêu chị nhận được khoác len nhà em Loan rồi. Các chị nhìn hàng cho em này, khoác len mũ nhá. Mã này là mẫu K14. Được chưa? K14 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Chân chám hàng xịn sò em hết rồi chị ơi. Hết hàng. Các bác ơi, mẫu này là mẫu K14 cho em 40 cân đến 58 cân đổ về. 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Khoác con ngắn bờ lai bao nhiêu không? Có mấy mẫu rồi chị ơi. Mã này các chị comment là khoác khoác len chị nhá, khoác len mẫu K14. Được chưa ạ? 620 sale 350. Được chưa ạ? 620 sale 350. Các chị lên đơn hàng trên là K14 và cộng số điện thoại ạ. Các chị nhìn hàng cho em này, đẹp dã man luôn ạ. Toàn bộ hàng em nó là khoác len của hãng IT các chị nhá. Khoác len hãng luôn ạ, chất len nó rất là đẹp luôn. Đây chị yêu ạ. 58 dưới 60 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. K14 và kèm số điện thoại màu đỏ này. Em mặc là màu nâu các chị nhá. Tông màu màu vàng này. Chị ơi thiếu màu đen. Xem cái màu đen nó ở chỗ nào lên không còn chưa? Ơ. Hôm nay có vẻ lên không biết nhưng mà hôm em chốt cho khách chiều nay. Xem hôm nay có thêm màu đen không? K14 này, chị Hoa xem lấy K14 màu đen không? Hôm nay có 3 cái màu đen. Hết đúng không? Hết đen đúng không? Rồi ôi các chị này. 350.000. Được chưa? Các chị lên đơn hàng ạ, kèm số điện thoại trên mẫu này ạ. Giảm luôn các chị giá 350. Để chạy giảm luôn các chị 350. Chất len nó đanh lắm các chị ạ. Chất len nó đanh chắc chất luôn các chị yêu nhá. Để chạy toàn bộ của nó là hàng khoác len hãng. Chị Hạnh Túy rồi ok, chốt đơn nào các chị chọn màu cho em ạ. Bây giờ hiện tại đang hết màu đen. Còn màu nâu các chị này. Để chạy màu trắng kem này, K6 còn chị ơi đợi em tí. Màu này của nó sẽ là tông màu đỏ. Đỏ cái đỏ đậm nhá chị nhá. Đỏ đậm kiểu đỏ đô, đỏ cam cho em ý. Đấy và tông màu vàng. Và tông màu vàng các chị lên đơn hàng cho em là K14 ạ. Cộng số điện thoại cho em.
màu rất là đẹp luôn ạ, vừa có mũ vừa có túi, vừa có mũ lại vừa có túi luôn. Lên ép các chị nhá. K14 chị ơi, lên mã K14 đi. Đấy. K14 ạ. Đây màu đỏ này. Nốt chuyến này cũng hết rồi. Khoác lên đẹp là chị nhận được rồi. Cảm ơn chị Đông Đầm nhá. Từ cái đợt mà đấy trước em bán là 620 rồi ấy, 620 đợt trước là đợt đầu giá nhập rất là cao. Hả? Tính ra khoảng có 10 ngày nữa là ờ kệ đi. Hôm nay 14 thì mùng 3. Mùng 3. Em bán hơn chục hôm em nghỉ Tết rồi. Còn bao nhiêu ạ? Giờ nốt các chị luôn. Còn cái gì nữa? À, có mấy cái mã hôm nay khoác lên về thêm ấy. Sale các chị luôn đi. Sale luôn. Được chưa ạ? Đợi em này. Mã này là K14 cho em các chị nhá. K14 cho em ạ, tông màu đỏ. Các chị không nhanh cũng khách hàng chị ơi. Em bán trên livestream khoảng hơn 10 hôm mà em nghỉ Tết rồi. Đấy, đến tầm rằm là em nghỉ rồi các chị nhá. Mỗi ngày hôm nay các chị nhanh tay tranh thủ đi. Tại vì cái này các chị mua ngoại trường vẫn là hơn 700.000 một cái. Hơn 700.000. Ừ rồi, đợi em đi. Có cái mẫu mộc ấy, bầm bầm ấy. K14 ạ. 350.000 một áo. Đó, rồi ôi cái gì mà suốt ngày anh em nào đang thua tha nợ nần mấy lô đề rồi. Cái comment tự động ấy. Ngày nào em like cũng thấy vào comment như thế luôn ý. Em có chơi lô đề gì đâu mà khổ lắm rồi ấy. Phạm Vân rồi ạ, chị Thủy Nguyễn có ạ, có bộ không em, có chị Huấn Quý ơi. Đây màu vàng các chị này, màu vàng cho em các chị nhìn hàng này. Đấy chị ạ, khoác lên nó xịn nét luôn như này ạ, 350.000 ạ, chị La Lâm rồi ok chốt đơn ạ. Các chị cứ lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em với. Chị Giang Phạm có này, chị Huế Huế có này, đây màu vàng đậm cho em các chị nhá. Màu vàng đậm các bác lên đơn hàng cho em là K14 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Đến 58 cân đổ về, 57-58 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị ơi, cái ấy đâu để em cắm cái sạc ấy. Tối về em còn xem phim. Phim gì? Hả? Thật là cũng nghiện phim nè. Ừ, em nghiện phim. Giờ này đang có thương ngày nắng về cho mẹ. Thương ngày nắng về. Ừ. Đang chơi gõ bao giờ là nhận mẹ. Giống như cái trước khi chị em mình đợi cưới Nam Long. Giờ đợi bao giờ là nhận mẹ. Tối nào về. Đỗ Nhượng ok, phao 22 em còn chị nhá, đợi em tím lên phao 22 luôn bây giờ đấy ạ. Mã này các chị comment là K14 ạ. Nhiệt đá em còn chị Đào Tuyến ơi. Nhiệt đá còn nên có cả màu be nữa. Màu be cho em 350 một cái các chị này. Đợt đầu các chị mua năm nhà em, đợt trước là em sale 520 các chị vẫn đang bảo Loan ơi, chị vừa mua 750. Chị vừa mua 750 xong. Bây giờ em tặng các chị giá 350.000. Chị Phượng Hồng ạ, chị Dương Thanh Thủy chốt đơn hàng ạ. Đây các chị này, Đỗ Thị Thúy có ạ. Mẫu này là K14 chị ơi. Mỗi em mẫu K14. Mặc rất là đẹp luôn, chất lên nó sẽ co giãn và hoàng lên của nó là khoác lên ép chị nhá. Khoác lên ép. Phao đen cổ lông trong tủ có bán không em? Có chị. Cái mẫu đấy là phao da chị ơi, mẫu đấy là phao da. Chị Nguyễn Nguyệt ạ, chị Đào Dư ạ, chị Độ Kiến Lửa chốt đơn nàng ạ. Tuyên Su Su có ạ, chị Độ Dung ok chốt K14 này. Các chị lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Lên ép các chị nhá, khoác lên ép. Chất dày dặn luôn và chuẩn cho em mà hàng của hãng IT. Đấy, hàng loại 1 luôn các chị nhá. Rồi qua mẫu luôn chị ơi. K6 thì xem là còn những cái gì á. Ui áo đầu lai là mã gì vậy em không nhớ đâu. 61 cân không vừa mã này đâu ạ. Tí em lên các chị một cái mẫu to hơn. Tiếp theo mẫu này này. Mẫu này còn sót mấy cái nữa chị ơi. Mẫu này còn sót mấy chiếc thôi. Em báo chị bằng cái áo len thường thôi. Bốc ốc em cái mã này thì xem là có màu gì nữa nào. Được chưa? Mẫu này các chị lên cho em là mã bao nhiêu nhỉ? Mã này các chị có mẹ em là Y7 ạ. Y7 và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Mã em mã Y7 cho em. Đây các chị này, có vài chiếc thôi. Để chạm mã hàng lên đơn trên là Y7 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn mã này ạ. À, xem K6 đi được em một tí chị ơi. Chị Túy Huyền ok này. Lên áo da ngắn đi chị yêu. Da ngắn á. Đợi chị một tí nha gái ơi. Mã này lên cho em là Y7 cộng số điện thoại cho em. Giá kỷ niệm nha các chị nhá. Vì nó còn tầm hơn 10 cái thôi. Có hơn 10 cái bộ nhung em hết hàng rồi chị ơi. Bộ nhung chưa lay lay, chưa kịp xuống lay hết sạch thì xanh luôn. Xả phát hết à. Mã em tặng các chị là 279.000 đồng.
Ok chị ạ, 279 thì đồng em chút lượng các chị tầm 45 cân ạ, đến tầm khoảng là 65 cân đổ về. Để chị ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về chỗ đơn hàng ạ. Mất là Y7 cho em nó có màu đỏ các chị này. Màu đỏ này, màu nâu này. Để chị ạ, và tông màu be, 3 màu các chị nhá. Số lượng em còn hơn 10 cái thôi. 10 cái, hơn 10 cái 3 màu này. Để chị ạ, hơn 10 cái của 3 màu các chị lên đơn hàng cho em là Y7 kèm số điện thoại cho em, chị nào nhanh tay mình có đơn. Đấy, chị Nga Nguyễn chốt đơn, em tặng các chị áo này nốt là 279.000 ạ. 279.000 đồng các chị nhìn cho em ạ. Món này các chị hôm nay là Y7 và kèm số điện thoại ạ. Chị Ngô Thị Thái, chị Nga Nguyễn là chị Nhật Hoàng, ok chốt đơn hàng ạ. Áo phao phông nhỏ đi chị ơi ạ. Có người thì em ơi lên phông to, rồi em ơi lên phông nhỏ đi. Đây các chị này, món này Y7 cho em ạ. Y7 cộng số điện thoại cho em nhá. Đẹp nhất bét luôn mà giá hôm nay rẻ bèo. Y7 màu nâu các chị này, màu nâu này. Y7 cho em màu đỏ và Y7 cho em tông màu be. Cách tối thoại áo hai dây mặc em đang hết hàng. Đang hết hàng. Ở trước em bán là 95.000 một cái. Chị Hậu Đào có ạ. Thay như chút đơn hàng ạ. Còn hơn 10 cái đó. Em sản cho các chị là 279.000. 279.000 đồng. Đây là áo len ép cho em các chị nhá. Áo len ép cho em ạ. Cúc bấm các chị này. Cúc bấm cho em như này. 279 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Mã hàng Y7. Chị Nguyễn Tủy này, có áo da màu đen cho em có chị ơi, chị Phương Hoa chốt đơn hàng ạ. Khoác nó xịt như thế này luôn ạ. Để chị ạ, khoác nó xịt như này luôn ạ, em tặng các chị 279 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Đấy, màu be các chị nhá, màu be cho em này. Mã hàng Y7 ạ. 279.000 đồng. Các chị nhanh tay có đơn, có hơn 10 cái thôi. Áo đăng lai màu đỏ, chị ơi comment lại mã hàng cho em đi, Y7 cho em nhé. Chị comment áo đăng lai màu đỏ ngày mai, nhưng vì em không biết là áo đăng lai là cái nào. Tại vì là các bạn sẽ có là cái giấy in danh sách. Để chị ạ, mã hàng với số điện thoại thôi. Các bạn cứ theo như thế là các bạn gọi cho cái mã hàng ấy. Ví dụ Y7 này thì là em đang là cái mẫu em mặc đây này. Tức là áo em đang mặc một buổi lai, mặc mấy chục mẫu hàng làm sao mà em xuất được đơn như thế này chị. Không hồ đen, hết đen này chị ơi, hết đen rồi. Đấy chị nhá, 230.000 đồng cả bộ áo của chị lên đơn ạ. Chuẩn mã hàng mà kèm theo số điện thoại ạ. Đó, Y7 chị ơi đừng comment Y8, em mới lên là mã Y7 thôi. Comment đúng mã cho em với. À, có loại có khóa không em à? Không chị ơi, mã nào ra mã đấy chị. Loại khóa là loại khác chị ơi, khóa là khác. Rồi, qua mẫu luôn chị này. Tiếp theo nữa chị thích khóa lấy mẫu này cho em, mã này là Y8. Mã này lên trên là Y8 ạ, kèm số điện thoại trên mình chốt đơn nhá. Y8 ạ, khóa bomber của em có chị ơi. Mã này lên trên là Y8. Cách số điện thoại ạ, 49 cân mặc rộng không à. Chị ơi áo khoác thì mình nên mặc rộng rộng cho em một tí, chỉ sợ nó chật quá thôi. Áo khoác mình nên mặc rộng cho em. Mã này Y8 cho em mẫu này, Y8 mẫu này cho em ạ. Em còn một màu các chị nhá, em còn một màu của Y8. Con này là form nhỏ. Để chặn Y8 trên form nhỏ, các chị 40 cân đến 56, 57 cân đổ về. 40 cân đến 56, 57 cân đổ về chốt đơn ạ. Em xả luôn áo này ạ. Một màu các chị nhá, màu be em mặc. Màu be em đang mặc như này ạ. 290.000 đồng. Để chặn em tặng 290.000 đồng một áo. Mã này các chị comment là Y8 và cộng số điện thoại ạ. Y8 và kèm số điện thoại cho em. Áo len mũ các chị nhá, áo khoác len mũ ạ, có khóa cho em như này. Khóa là dòng khóa 2 cho em này các chị này, mắt là Y8. Y8 290.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Áo đá đi á. Ôi vẫn thích áo đá à chị. Áo đá như em lên cũng biết bao nhiêu nghìn hàng rồi, bây giờ các chị vẫn thích áo đá à. Vậy em tí nhá. Mã lên cho là Y8 ạ, kèm số điện thoại cho em. Em có chục chiếc. Còn một màu em tặng các chị nốt là 290.000. Để chạy hàng 620 ạ. Bây giờ xả các chị luôn 290. Sale 290.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng chứ là Y8 và cộng số điện thoại ạ. Có một màu thôi, 58 cân, 57, 58 cân. Các chị vẫn gọi là ok, chốt cho em mẫu này trên 40 cân đổ lên nhá. Áo len vừa mặc có mũ là cái mã này là K14. Sạc này có thể vào đâu. À đây. Chị Nguyễn luôn là Y8 này.
nhá, có 10 cái các chị nhá, có 10 cái của mã hàng kẻ số điện thoại. Lên cho em cái quần kẻ đi, quần vải. À quần dạ đi, quần dạ kẻ. Quần dạ kẻ cho em, đưa đây. Cái sao tiên sao 43 thế đúng không? Nhìn đây là cái mẫu đấy đúng không? Ừ. Không, chị bảo màu trắng, màu đấy là màu đen. Màu trắng ấy, hiểu màu trắng trắng bạc ấy. Vâng, đây các bác này, quần này của nó là hàng Quảng Châu, quần dạ của hàng Quảng Châu các chị nhá. Các bác comment là quần dạ cao cấp cho em ạ. Quần dạ cao cấp và lên số điện thoại cho em. Đó, quần dạ cao cấp và kèm số điện thoại cho em. Các chị yêu mình chốt đơn ạ. Dáng này của nó sẽ là dáng baggy nhá các chị yêu nhá. Dáng baggy cho em. Em có hai màu ạ, nâu với kẻ đen, kẻ nâu với kẻ đen các chị này. Kẻ nâu và kẻ đen của quần dạ hàng xịn các chị yêu. Các chị đang mua áo quần, cái quần này bên ngoài trường các chị mới mua tầm khoảng là 600-700 nghìn một cái. Để chạm mua 600-700 nghìn một cái quần như thế cho em ạ. Đây tí em thử luôn các chị yêu nhá. Dáng này dáng baggy này. Đấy. Lấy cho em xem có size S không chị Hương Hai. Nhưng mà em sợ mà em mặc size S thì có chật không? Em lên quần dạ nhá. Khoác em mặc là 290. Mặc mờ đi. Dáng baggy mà. Ừ, con này có S rồi, con nâu không? Để em thử mặc con kẻ lên ạ. Kẻ lên đôi xem con sẽ ép này. Kẻ lên cho em thử chân váy. Chân váy đâu, nó là quần quần dạ kẻ. Khoác 64 cân, mã này không vừa chị ơi. Đây chị này, quần này của nó là hàng Quảng Châu các chị nhá. Quần dạ của hàng Quảng Châu. Xịn sò luôn các chị nhá, xịn sò luôn. Chắc em thì mặc sẽ ép. Em mặc size S này. Thôi cái đôi giày của em đâu rồi? Chắc lại để bên kia rồi. Này để 47 này. Các chị S các chị để trên 50 cân đấy. Trên 50 cân. Quần này các chị comment là quần dạ cao cấp cho em nhé. Size M các chị tầm khoảng 55 cân đến tầm khoảng là 58 cân. 55 đến 58 cân. Đó. Size L các chị tầm khoảng là 58 cân đến 62 63 cân đổ về. Các chị comment là quần dạ cao cấp và cộng số điện thoại cho em ạ. Dạ kẻ các chị yêu nhé. SML 3 size. SML 3 size ạ. Các chị nhìn hàng. Quần rất là đẹp luôn. Được chưa? Quần dạ kẻ rất là đẹp luôn. Các chị comment là quần dạ kẻ ạ. Cộng số điện thoại cho em được quần dạ kẻ nhé. Giá các bác luôn. Đó là dáng baggy. Chất nó đẹp lắm luôn. Con này hàng Quảng Châu cao cấp các chị này. Đó các chị nhìn dáng cho em này. Đấy, dạ kẻ, quần dạ kẻ và kèm số điện thoại ạ. Chất nó sẽ là hơi giãn nhẹ, chị ơi, chất giãn nhẹ chị nhá. Giãn nhẹ cho em đây này. Quần dạ kẻ cho em ạ. Hàng này của nó là hàng Quảng Châu chị ơi. Em tặng các chị là giá 350.000. Đấy chứ ạ, 350, hàng sale ấy chị nhá. Hàng sale 350 ạ. Quần dạ kẻ cộng số điện thoại cho em ạ. S các chị này. S xem cái màu đen còn mấy cái size S này. Nói chung là lẻ mẫu, lẻ size, lẻ mẫu còn ít thôi. 68 cân không vừa, em chốt được các chị tầm ở dưới 64-65 cân đổ về thôi. Để chặn 64-65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Các chị có phải là quần dạ kẻ và kèm số điện thoại ạ. Đấy, một kẻ nâu cho em ạ. Kẻ nâu thì em không có S đâu chị yêu nhá, nó có ML thôi. Kẻ nâu có ML đó, khóa sau cho em ạ. Khóa sau, khóa dọc lệ cho em bên này. Các chị có phải là quần dạ kẻ cho em màu nâu và quần dạ kẻ cho em màu đen. 50 cân mặc 1m55 mặc cho em size S chị Nguyễn Nguyệt ơi. 50 cân mấy năm lâu chị bằng kem size S đi. Hàng xịn lắm chị ạ. Để các chị nhìn cho em hàng này. Xịn đét này đẹp luôn ạ. Quần dạ kẻ và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Các chị nhìn chất xuống lắm luôn đấy. Các chị mua 600-700 nghìn giá thị trường. Để chạm 600-700 nghìn ạ. Đến 800 nghìn một cái quần như này. Em tặng các chị 350 nghìn. Em chỉ có vài chục cái. Để chạm kẻ đen cho em này. Kẻ đen và kẻ nâu các chị nhá. Kẻ đen với kẻ nâu ạ. Hàng xịn đấy các chị luôn. 350 một quần ạ. Các chị có mày là quần dạ kẻ kèm số điện thoại ạ. Chị ơi, 43 cân thì không vừa mãi đâu. Em chốt cân các chị để tầm 48-49 cân đổ lên. 48-49 cân ạ, cho đến tầm khoảng 65 cân đổ về ạ. 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Quần dạ kẻ mềm đấy. Em mix với lại một cái áo len thì các chị xem luôn nhá. Mix với con len thì các chị xem luôn này. Thấy chưa, mix với áo len này luôn này. Mét 74 vừa không em, mét 74 mặc hơi ngắn chị ạ. Nó là dáng baggy nhưng mà cái dáng này hơi ngắn đấy.
Đẹp quá này. Quần dạ kẻ cho em. Giữ nhiệt em còn, áo giữ nhiệt em còn nhé các chị nhá. Quần dạ kẻ kèm số điện thoại ạ. Áo này em còn, hình như còn một chiếc sao ấy. Áo này này. Xem chị. Xem cái này còn 7 cái. Cái này còn một cái hàng len hãng các chị nhá. Len xịn 280. Cái này còn một chiếc này. Là mã gì nhỉ? Đây là Y9 cho em. Áo này là áo Y9 nhé các chị nhá. Y9 cộng số điện thoại ạ. Cái này còn đúng một cái các chị này. Em xem các chị là 280. Áo len các chị nhá, Y9 ạ. Áo chị bạc còn đúng một chiếc, em có lấy nốt không này. Đúng một chiếc mà Y9. Y9 ạ, kèm số điện thoại quần dạ là 350 chị ơi. Bây giờ chị hỏi em cái này em cũng trả lời được luôn ấy. Tại vì là số em có nhiều nhân viên mới cập nhật số ấy. Mới cập nhật số. Rồi dạ kể cho em ạ, hàng cao cấp các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em ạ, dạ kể cho em là 350. Em tặng các chị là giá 350.000. Các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn ạ. Áo này là áo Y9, còn một chiếc màu trắng ạ, áo len các chị nhá, áo len. Lên mã hàng mà cộng số điện thoại cho em ạ. Lên điều điện. Dưới 65 cho em chốt đơn ạ. Đấy, dưới 65 cho em chốt đơn hàng ạ, mã hàng Y9 này. Tiếp theo ạ, lẻ nhá, bây giờ lên các chị một ít lẻ lẻ như này này cho nó gọn này. Y9 là 280. Mã này lên đơn hàng sẽ là Y10 ạ. Y10 và cộng số điện thoại cho em ạ. Ô, hình như cái này còn hàng ấy. Phải không nhỉ? Màu đen hết sạch rồi. Ờ, màu đen hết đúng không? Còn một cái màu trắng con đấy thôi. Cái này là hàng treo mẫu hơi bị một tí đâu. Cái này là hàng treo mẫu các chị nhắc các chị về giặt hộ em xả các chị lúc con này 250. Em xả con này là 250. Đấy chưa? Hàng của nó là hàng hơn 400. Ờ. Mã này Y10. Ok chưa? Y10 và kèm số điện thoại ạ. Y10 và kèm số điện thoại cho em ạ, 250. 250.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng cho là Y10 và kèm số điện thoại ạ. 250 ạ, cái này là cái hàng treo mẫu nó hơi bị bụi, về cái chị giặt hộ em ấy nhá. Chị chạm về các chị giặt hộ em rồi, nó là màu trắng thì treo ra lúc nào cũng bị bụi hơn. Y10 ạ, Y10 250 ạ. Y10 250 ạ, quần này ba, quần này em có dạ kẻ là 350 một quần. Dạ kẻ là 350 một quần. Đấy, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Cái này còn một cái màu hồng này. Được chưa? Các chị đã mua con này hơn 500 các chị này. Hơn 500.000, em tặng các chị là 350.000. Thôi bán cho các chị 300 đi, còn mỗi một cái thôi. 300.000. Mã này các bác lên trên là Y10 đúng không? À Y11. Y11 cho em ạ, 300. Lên đơn hàng cho là Y11 và kèm số điện thoại ạ. Đúng một chiếc màu hồng. Sót lại này. Được chưa? Các chị sơ vi lên cho em là rất là xinh. Về các chị sơ vi mà nhá. Mỗi này các chị mặc về sơ vi chân váy hoặc là quần công sở các kiểu luôn ấy. Mặc rất là đẹp luôn ạ. Nhất là sơ vi chân váy xòe, chân váy ôm. Đấy, dưới 65 cân em chốt đơn các chị này. Từ khoảng là 50, 48, 50 cân đến 65 cân đổ về ạ. Y11 ạ, 300. Y11 300.000 ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Cái này sơ vi mà nhá các chị nhá. Đấy, còn đúng một chiếc thôi các chị yêu. Đúng một chiếc thôi ạ. Y11 cho em ạ, 350.000. Cái tay của nó rất là điệu luôn này. Tay xinh, tay gen, Y11 ạ. Đó, Y11 và kèm số điện thoại cho em. Cảm ơn chị Nguyễn Đông nhá. Đây là con này của hàng IQ này, Y12 ạ, còn một chiếc. Mã hàng Y12 và kèm số điện thoại cho em, cổ tim ạ. Cổ tim Y12 em xả 208, con này của nó là hàng IQ. Hàng hãng các chị này. Con đấy còn mấy con? Mấy cái? Đây chị ơi. Còn 4 con. 40 cân đến 60 cân ạ. Mã này là Y12 không phải đâu. Mấy con này. Đây. Y12 các chị này. Nó là len hãng ạ. Y12 cho em sale 280 ạ. Y12 em xả 280. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Màu đen các chị này. 40 cân đến 60 cân. Đấy chứ ạ. Từ 40 cân đến 60 cân lên đơn hàng. Mã hàng Y12 cộng số điện thoại cho em ạ. Còn nguyên màu đen các chị nhá. Lên hãng các chị yêu. Để cho các chị nhìn hàng lên này. Xịn đét luôn, Y12 ạ. Các số điện thoại cho em ạ. Đấy, tóc mọc ra nó cứ xoăn tít thò lò này. Số nó khổ. Y12 ạ. 1, 2 này, 3 này, 4 này. Cả cái mặc là 5 cái. Tổng của 5 cái. 40 cân đến 60 cân ạ. 40 cân đến 60 cân. Không, còn mỗi màu đen thì chị tuyết rơi rồi, hết hàng rồi chị ạ. Tiếp theo con này là Y13 cho em ạ.
Y13 và cộng số điện thoại trên màn này ạ. 1816. Bấm làm gì ở đấy đây? Rồi ạ, Y12 nhé, em còn mấy cái đúng không? Tiếp theo các chị lên mã này là Y13. Mẹ hỏi con làm gì đấy? Mẹ hỏi con làm cái gì trong đấy? Con chơi. Lên mã này sẽ là Y13. 280.000 ạ. Đây chị này, 40 cân đến 60 cân mã Y13. Cộng số điện thoại cho em ạ, Y13 cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Còn 3 chiếc các chị nhá. Em còn 3 chiếc ạ, mã hàng cho là Y13. 280.000 ạ. Các chị mua toàn hàng 4 mấy? Mua toàn hàng 400.000 giật tặng các chị 280 thì còn một màu, còn một màu đen. Đấy em xả 280.000. Các chị này. Thời tiết vào gọi là hơi lạnh các chị mặc mẫu này trên thoải mái. Mẫu này Y13 chị nhá, Y13 cho em. Còn 3 chiếc màu đen ạ. 3 chiếc màu đen. Cái ren của rất là xinh luôn. Đấy hết đấy chị này, 3 cái màu đen. Lên hàng trước luôn, túi của nó luôn cho em nhé. Đấy, còn một cái Y14 ạ. Y14 em Loan đang còn một cái. Các chị lên đơn hàng cho là Y14 cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Em xả nốt 280 này. Em xả nốt 280.000 ạ, Y14 cộng số điện thoại cho em ạ. Sao lại tốc độ hơi chậm đấy nhỉ? 50 cân đến 65 cân mã này. Tốc độ hàng lên hàng. Không. Mã Y14 ý chị nhá, 280 ạ, còn một chiếc ạ. 280.000 em còn một chiếc các chị, mã này là Y14 cho em ạ. Y14 và cộng số điện thoại ạ. Tay của nó sẽ là pha von mềm ấy chị nhá. Được chưa? Đấy, pha của chất tơ cho em mẫu Y14 ấy. 65 cân đổ về và từ 50 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Y14 cho em 280.000. Y14 cho em 280.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đúng mã hàng cộng số điện thoại ạ. Còn cái này không? Còn chỗ này. Còn chỗ. Còn chỗ. Hết rồi à? Còn thế? Còn mà, chưa hết đâu. Còn linh tinh còn đấy. Áo gió em còn chị ơi. Áo gió còn. Tóc của em. Ô mã này nó giống cái hồng này. Nó giống cái hồng nhưng mà màu này của nó là kiểu là màu be các chị nhá. Mã này Y15 ạ. Để chặn Y15 cộng số điện thoại cho em ạ. Từ 50 cân đến 65 cân các chị yêu nhá. 50 cân đến 65 cân, con này là 300. Đúng không? 300.000 ạ. Xả 280.000 đi. Để cho màu hồng của nó 300 nhưng con này là em sale 280. Con này em sale 280 ạ. Mẫu này là Y15. Để chặn Y15 cho em ạ, 280.000. Y15 cho em ạ, 280.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Mã Y15 cho em nhá, còn một chiếc. Màu BB các chị này. Màu be mã Y15. À, lấy cho chị cái mẫu phao của vợ phao 23 ấy. Nó lại khách đang hỏi. Thôi để sau đi, cái này lên sau đi. Ôi con này. Nốt con Y16 luôn cho nó gọi là nó đỡ lạc đàn. Tay Y16 cho em ạ. Y16 kèm số điện thoại cho em 280 các chị nhá, 280.000. Mã hàng Y16 ạ. Mã này là Y16 các chị này. Còn một chiếc ạ, 280.000 nốt các chị này. Còn một chiếc em xả nốt 280 ạ, Y16 ạ. Mã này là Y16 các chị nhá. Đấy, chị nào mà thích kiểu bánh bèo tiểu thư, chút các chị mặc cái mẫu này cho em ạ. Nó là áo len nha chị nhá, len kiểu ạ. Y16 ạ. 280 và Y16, em còn áo nỉ chị ơi. Mẹ có cát nữa không? Cái gì có, mẹ khát nước, cho mẹ xí cốc nước. Rồi em lại lên áo phao tiếp nha chị nhá. Có một bộ áo phao là mẫu phao 23 mà lúc các chị đang hỏi ấy. Thì rồi em tí em lên luôn. Cái này vừa nãy lên chưa? Nhìn lại nhá. Xem mà quyền ra xem lấy khoảng. À cái này 21 này. Cái này 21 còn nguyên. Còn đen còn nguyên 2 ít không? Còn nó đỏ với xanh thì vẫn còn. Cả ít rồi đấy. Thiếu đâu gì nhỉ? Để 21. Lấy cái áo len khoác ca sống. Màu đen có vẻ 2 ít không? Màu đen đây ạ? Ờ. Ừ 2 ít. Rồi chuẩn. Đây các chị này. Đây vẫn là phao 21 cho em ạ. Phao 21 và kèm số điện thoại ạ. Mẹ ơi đây. Ôi mình xin nhá. Con này nhé. Tổng nghe con. Chơi con đi lấy đây.
chuẩn chưa? Chuẩn phao 21 không? Lấy ghế kê lên xem đúng không đấy? Đúng rồi. Rồi mỗi này phao 21 cho em các chị này. Sao chị, các chị đang ở phao 21 lên rồi? Sao chị lên phao 21? 21 chưa lên. 20 thôi. 20 mới lên phao 20 thôi. 20, 23, 24 thôi. Bên phao 21 chưa lên chị này. Mỗi này phao 21 cho em ạ. Đúng vậy, đang nói là phao 21 rồi. Ừ, chưa lên. Lúc nãy nói nhưng mà chưa lên. Mỗi này phao 21 rồi chị này. Phao 21 kèm số điện thoại, áo dây mặc em hết hàng rồi chị ơi, đang hết nhá. Ui, đây là phao 22 mà. Đã bảo là bắt ghế lên xem nó có phải không mà. Đợi em một chút. Mẹ là em. Ra ngoài chị Hoa đứng ra ngoài kia xem là phao 22 là cái mã nào. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ là em. Ừ? Đây này, cái link đôi khi là phao 22 này. Mẹ là em. Mẹ là em. Mai chửi nó đâu một trận đó chị. Ghi toàn ghi linh tinh mà để người ta loạn hết cửa hàng lên. Đây chị đang mặc là mẫu 21, còn em đang cầm là 22. Đây Loan đang mặc là mẫu này đúng không? Ừ. Đây này. Đúng rồi, đây là phao 20, đây là phao 21 đây này. Lấy chị cái bút lấy ghi lại cái. Như con hấp cái này. Đây là phao 21 chị ơi. Mã này là phao 21 cho em. Đấy, em đã có đỏ, đen và xanh ấy chị nhá, ba màu ạ. Nhưng em có đánh mã hết, chẳng qua là nhân viên nó ghi nhầm thôi. Mỗi là phao 21 chị ơi. Phao 21 kèm số điện thoại em tặng các chị là 399.000 đồng một áo. Mã phao 21 và cộng số điện thoại ạ. Phao 21 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đợi em tí mê K6 chị nhá. Mỗi là phao 21 là em có sang các chị 55 đến 65 cân. 55 cân đến 65 cân nhá. Ok chị Đỗ Phượng ạ. Phao 21 cho em ạ, 399.000 đồng. Các chị nhìn cho em ạ, trần bên trong các chị này. Được chưa? Đây là bên, lớp bên trong cho em, còn đây là bên ngoài các chị này. Mà bóng lúc nào cũng 12 giờ chị ạ. Bóng lúc nào cũng 12 giờ mới ngủ thôi. Đang cãi à. Đang bảo không? Thôi phao 21 ạ, 399 ạ, em có 3 màu các chị nhá. Ui, y 14, 43 cân em mặc rộng này, được mặc. Rồi, hôm nay nhìn được phát ca đẹp lắm, cảm ơn chị nhá. Mã này các chị comment là phao 21 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu các chị này. Các chị màu cho em ạ, màu xanh đấy chị này, màu đen và tông màu đỏ đô. Xanh đen với đỏ đô ba màu ạ, 399.000 đồng một áo. Đấy chứ ạ, 399.000 đồng các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Con này hàng Quảng Châu các chị yêu, rất là đẹp luôn. Chị Thúy Đào lên cho em xin mã hàng với số điện thoại chị ơi. Cho em xin mã hàng với số điện thoại giúp em với. Phao 21 cho các chị này, lớp bên trong của nó nhá các chị nhá. Trần hết cho em như này. Để chị ạ, đổi 20 sang 21 được chị ơi. Chị Thúy Nguyễn có ạ. Chị Thúy Đào cho em xin số điện thoại của chị với. Chị Lý tôi, chị lên số điện thoại cho em đi. Các chị có lên mã hàng cho em, có số điện thoại cho em là nhân viên em sẽ chốt đơn. Đây chị này, mũ các chị không thích các chị tháo được mũ ra cho em ấy ạ. Phao 21 cộng số điện thoại ạ. 399.000 đồng ạ. Bác ca cổ lông á, có lông á, bác ca có lông em có. Ơi. Mẹ em á. Cái gì? Mẹ em á. Bố đầu. Không biết. Bố ơi. Úi giời. Tối nay còn chưa về. Tối nay còn chưa về à? Bố mẹ thử gọi. Chị cứ lên số điện thoại cho em với chị Lý Tô chị nhá. Lên số điện thoại cho em ạ. Món này phao 21 cho em ạ. Phao 21 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Xịn đét luôn nhá. 399.000 đồng ạ. Chị ơi, hàng này nó sẽ không đánh là size ML đâu chị ơi. Nó có là 1XL với 2XL. 1X 2X. Đấy, 1XL 2XL các chị này. Các chị dưới 65 cân em chốt, từ 55 đến 65 cân em chốt đơn hàng. Phao này các chị chung chung tuổi. Chị ơi đưa cho em cái bút đây, để em đánh lại cái chỗ này cả. Chả hiểu kiểu nào kiểu gì. Bảo Mai nó trèo lên rồi gì, xem là nó là cái mã nào nhá. Chị Hải Trần này, 1m50 với 65 cân thì mặc không vừa chị ạ. Bác ca đấy em tí em lên luôn. Mã này phao 21 các chị nhá. Phao 21 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu đen, màu đen, màu xanh với màu đỏ đô. Ba màu các chị nhá. Đen, xanh, đỏ đô các chị lên đơn hàng ạ. Lên phao ngắn trẻ đi đợi em. Lúc nãy em lên toàn phao ngắn trẻ em lên rồi đấy chị. Đó, phao 21 và kèm theo số điện thoại ạ.
Ba ngày mai chúng nó cứ thế, nó theo kia cho nó giúp thôi. Nó làm gì biết được cái gì. Làm gì biết. Ừ. Sao mai này bảo các chị như vậy. Đấy. Tôi xem kia nào. Cái này bộ đấy là phao bao nhiêu đấy? Này à. Mã này đúng không? Chuẩn rồi, chéo đúng rồi. Mã này phao 22 cho em này. Mã này lên đơn hàng là phao 22 và cộng số điện thoại ạ. 1X2X là chị yêu. Mã này phao 22 cho em. Phao 22 có size 1XL với 2XL các chị nhá. 1X2X mã phao 22 cộng số điện thoại ạ. Cân đến có size. Để chạy từ 55 cân đến 65 cân, dáng này kiểu là dáng xuông xuông các chị nhá. Có phao không? Có phao tay len không á? Phao tay len là cái gì? Em không biết phao tay len là cái gì luôn chị ơi. Mã này các chị coi là phao 22 cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. 399.000 đồng. Các chị mua toàn 800 một triệu cái. Em tặng các chị 399.000 đồng một áo. Để chạy tại vì giá này em săn sale các chị nhá. Giá săn sale, giá vượt sale ấy. Em tặng các chị 399 ạ, chất nó rất là dày đẹp như này. Đó, chất nó rất là dày đẹp luôn các chị nhá. 399.000 đồng các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. 45 cân vừa chị ạ. Em chốt từ 55 đến 65 cân. Từ 55 cân đến 65 cân lên đơn ạ. Ba màu các chị nhá, đen này, đỏ và xanh. Đen, đỏ, xanh cộng số điện thoại ạ. Phao 22. Có ba màu chị nhá, ba màu. Xịn sò. Đấy chứ ạ, 80 cân không vừa mã này chị ơi, 80 cân thì không vừa đâu ạ. Mã iPhone 22, chốt, em chốt đến dưới 65 cân, 65-66 cân này ạ. Phong ngắn tí chị xem lại like của em với, bây giờ em không lên lại mẫu đâu chị ơi. Áo len nhà em nhiều lắm chị ơi, áo len rất nhiều luôn ý. Lên quần dáng Becky á. Đây chị này, mẫu iPhone 22, cộng số điện thoại qua mẫu luôn. Còn ít cho iPhone 22, còn ít cho còn nhiều luôn ạ. Khoác lên K6 đúng không? K6 lúc nãy nhiều chị hỏi ấy. Nhưng mà cái hàng này nghe không về được hàng nữa ấy. Nó còn có vài cái của K6 thôi. Đưa chị đồng ý đây. 2257 cân ok chị Nguyễn. 857 cân là chị bằng XL, 1XL thôi. Chị Nguyễn Kim ok chốt đơn hàng ạ. Còn bằng đấy á? Còn 3 màu thôi. Tổng còn bằng đấy á? Ồ, hết hàng đúng không? K6 em còn có vài chiếc thôi ạ. Khoác lên K6 dưới 65 cân em lên đơn. Còn 3 cái màu đỏ này, 3 cái màu be và 2 cái màu vàng. Đâu hết đúng không? Ba đỏ, ba be, hai vàng. Các chị yêu lên đơn hàng chỉ là K6 ạ. Ngày hôm nay các chị nhanh tay chịu nhá. Đấy em bảo rồi, sale giá 350 là hết trong vòng nốt nhạc luôn. Hết trong vòng nốt nhạc luôn ạ, dưới 65 cân lên đơn ạ. Thì lấy cho chị cái khoác len chị Hoa ơi. Lấy chị lấy khoác len của Phong To ơi. Hôm nay chị ăn về không có Phong To. Rồi. Không có 3X đâu chị ơi, mỗi này các chị dưới 65 cân em chốt đơn. Mã này mẫu K6 cho em ạ. K6 và kèm số điện thoại các chị nhá. Màu đỏ này. Đỏ còn 3 chiếc ạ. Em xả các chị 350. Để cho em xả 350 ạ. Đấy lên K6 đây này chị này. K6 đây, mũ này em còn có vài chiếc rồi chị ơi. Nhanh nhé chị Lan Lê nhá. Đây mỗi màu em còn 2-3 cái thôi. Mã này K6 cho em ạ. 350.000. 350.000 đồng K6 mà chị chưa nhận được á. Chị ơi, đợt này hàng cuối năm nó sẽ hơi chậm đấy chị ơi. Chuyến thư nó sẽ hơi chậm so với hành trình. Mã này K6 cho em ạ, 350.000. Các chị chọn luôn màu của em với, tại vì hàng này không về hàng ở đâu ạ. Đấy, giá xả như này là không về hàng nữa. 350.000 đồng ạ. Đấy, trước của nó là hàng hơn 600. Đấy chị ạ, đợt vừa rồi ạ, xe 450, giờ xả các chị 350. Hết hàng các chị này. Đấy, xả đó là xả lỗ. Các chị ơi, giá hết hàng ạ. Mã K6 cho em ạ. Màu vàng còn 2 chiếc. Đấy, màu vàng còn 2 cái. Đỏ của là đỏ đậm chị ơi. Đỏ đậm chứ không phải đỏ tươi đâu. Đỏ tươi màu trông có sợ lắm. Nhưng đỏ này đỏ đậm cho em. Đầu đỏ đỏ kiểu đỏ cam ấy. À quên. Đỏ. Em không biết tả đỏ gì nhưng mà không phải đỏ tươi trên like đâu. Đỏ sẽ đậm hơn trên like đấy ạ. Còn 2 chiếc màu đỏ này. Màu be còn là 2-3 chiếc. Đấy chị ạ, còn 2-3 chiếc màu be. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Toàn bộ của là khoác lên ép các chị nhá. Mã hàng K6 ạ, cộng số điện thoại ạ. K6 và cộng số điện thoại cho em ạ. Phong xanh còn không thì em rất là nhiều mã hàng có phong xanh luôn chị Thu Hương ơi. Có rất là nhiều mã có phao xanh luôn ấy. Với nơi cái mẫu lì đế à, cái đề này đây rồi. Đây các bác này. Đỏ đô đúng rồi, đỏ đô, đỏ đậm ấy. Nó không phải đô hẳn như kiểu cái màu áo phao đâu. Nói chung là màu rất là đẹp. Đây màu be cho em này, dưới 65 cho em chốt đơn nhá. Chị Quan Nga ơi, nếu mà đơn hàng mà chị đổi ý, nhà em nhận được hàng thì em sẽ báo cho chị nhá.
Bây giờ chị hỏi em trên line đây thì em không biết, tại vì có một bạn chuyên giải quyết đơn đổi ấy, nhận được hàng khách hàng gửi lại thì em sẽ gọi là báo luôn. Con này còn mấy con thì bán không? Còn không? Không, 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 đừng. Mà không. Rồi ạ, K6 ạ, em hết này. Tiếp theo ạ, lên cho khoe em khoác D với mã tri ân nào. Em đây khoác đen, khoác D các chị nhé, khoác chữ D cho em ạ. Khoác chữ D và cộng số điện thoại ạ. Khoác chữ D và cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Đây các chị này, đây khoác chữ D cho em ạ. K6 khác K14 chị ơi, không giống nhau đâu chị ơi. Nếu mà giống nhau thì em đánh cùng một mã, sao em lại đánh hai mã khác nhau như thế được. K14 nó sẽ là form nhỏ hơn mã K6. K14 nó có viền, còn K6 của nó chỉ có là viền kẻ đen một tí thôi. Còn mẫu K14 nó sẽ là viền to hơn. Đây là mẫu gì ạ? Khoác chữ D cho em nhé. 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân em đen đơn. Em tặng cho các chị 350. 350.000. Mã này các chị có mày là khoác chữ D và cộng số điện thoại ạ. Đó, khoác chữ D và cộng số điện thoại cho em ạ. 350.000 đồng một áo. Em đang có màu vàng các chị này. Màu vàng ạ. Tông màu nâu cho em này. Tông màu đỏ này. Đấy chạ, tông màu đỏ này và tông màu đen, 4 màu các chị nhá. Em đang có 4 màu, hình như là thiếu một màu nào đấy. Màu B có. Rồi, hết đi các chị nhá. Cái kia, cái gì kìa? Không, ở bên dưới kìa. Dưới cần gần cái áo xanh ấy. Đây à, ừ. Rồi mã này các chị có là khoác chữ D. Khoác chữ D cộng số điện thoại ấy, nó là cái chữ D này. Đấy thì em cứ đánh cái này, khoác chữ D cho các chị gọi là dễ phân biệt ấy. Đấy. 350 chị ơi. K6 còn nữa không shop. Em còn có vài cái em vừa lên xong các chị. Mã này khoác chữ D cho em. 350. Được chưa? 350.000 ạ. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn mã này các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân em lên đơn. 350.000 đồng các chị ơi ạ, khoác chữ D cho em. Các chị vẫn đang mua, các chị rẻ nhất con này cũng phải 500.000 một cái. Để cho em bảo luôn là rẻ nhất cũng phải 500.000, em tặng các chị 350. 350.000 cho các chị sánh giá thoại thị trường thoải mái luôn mã này. Để cho giá này em đã bao, em bảo rồi ạ, em bao giá bao chất luôn. Đó, 350. 350 một áo, xịn đét luôn này. Khoác chữ D và kèm số điện thoại cho em xem cái mã là Pakka chị ơi. Pakka, bắt theo tí nào. Pakka còn mã nào còn? Chả còn cái nào, còn mỗi Pakka 4 rồi. Rồi chị Bình Yến có này, chị Thùy Vũ có này. Em lên phong ngắn đi, phong ngắn em lên rồi mà chị. Phong ngắn em lên rồi. Khoác chữ D cho em màu vàng các chị yêu. Khoác chữ D cho em ạ, tông màu đỏ này. Khoác chữ D cho em tông màu đen, nó rất là dày dặn luôn các chị yêu nhá. Toàn bộ khoác len hãng. Các chị khất len cho em này, nó là khoác len ép. Đó, khoác chữ D và kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. 350.000 một áo ạ. 350 áo đính đá em có chị ơi, chị Tôm Nguyễn có đơn ạ. Mã hàng cộng số điện thoại cho em mỗi ngày các chị chốt đơn hàng nhá. 350.000 đồng ạ. Burberry đằng sau còn mỗi cái màu đỏ chị ạ. Burberry đằng sau còn mỗi một cái màu đỏ. Áo len rất nhiều. Các chị thích khoác len được không? Bây giờ các chị thích mẫu gì để em lên luôn nào. Rất là nhiều mã rồi, em không biết lên cái gì luôn ý. Khoác chữ D và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 350.000. Chị Xoan Trương có ạ. Có áo bomber không á? Đây các chị này, hàng nó đẹp như thế này luôn ạ. Len tăm cái gì chị? Đây các bác này, 350 một cái. Rẻ quá luôn các chị ơi ạ. Mình vừa vào cho mình xem áo đính đá. Đính đá cho chị xin mấy, em cho em mấy mẫu áo đính đá chị ơi. Áo thổ đính đá hay cái gì cũng được. Đính đá toàn mẫu lẻ thôi chị ạ. Bây giờ nhà em toàn lẻ sai lẻ mẫu thôi. Lười bán quá đi. Cái cọc to to đấy. Đấy đấy, cái cọc, cái áo thổ kìa. Bên tay phải của chị đấy. Đó là cái mẫu gì vậy? Đây, cái mã 476 đúng không? Không phải. K6 hết nhá các chị, mã này là khoác chữ D cho em. Khoác chữ D và kèm số điện thoại ạ. Còn áo gió lót lông không á? Em hết rồi chị ơi. Lót lông em hết, nếu các chị thích thì em cho các chị về thêm một chuyến hàng Quảng Châu nữa thôi. Còn bây giờ hàng Việt Nam không còn. Bây giờ hàng Việt Nam không còn ạ. Đấy chị, áo cổ luôn ạ. Cái này còn nguyên size M các chị này. Mã này các chị comment cho em là mã 483. Đấy, 483 và kèm số điện thoại cho em. Nó là áo thổ đá chị nhá. Áo thổ đá cho em ạ. Chị Trung Tân có ạ, chị Liên Lê có đơn B55 nhưng em vẫn còn chị ơi. B55 là 299.
Mã này các chị comment hộ em là 476 ạ, cộng số điện thoại cho em. 476 và cộng số điện thoại cho em mã này, em tặng các chị. À quên, 483 các chị nhá. Mã này lên cho là mã 483. Chị Nam Nhi có đây đá thổ chị này. 160.000 nốt các chị yêu. Còn nguyên size M các chị 40 cân đến tầm khoảng 54-55 cân đổ về. 40 cân đến 54-55 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là 483 và cộng số điện thoại ạ. Đó, 483 và cộng số điện thoại cho em 160 các chị nhá. Các chị đang mua con này chừng phải tầm là trên 300.000 một cái. Em tặng các chị nốt ạ. Áo len chị mặc là mã 65 cân không vừa chị ơi. Áo len có mũ á. Len có mũ là cái gì nhỉ? Đây chỉ là khoác len có mũ thôi chứ còn áo len có mũ thì em hết từ lâu rồi chị ơi. Len mũ nhà em hết lâu rồi. Áo phao tí xem lại like hộ em với chị ơi. Phao xem lại like nhá. Lấy cho em mấy cái bộ bộ B2, B3 kiểu lên bộ nhá. Đây, bộ còn ít. Bộ còn ít lẻ sai. Còn len lông không á? Len lông còn lẻ chị ạ. Mã này là 483. 483 cộng số điện thoại từ 40 cân đến tầm 53 cân đổ về. 40 cân đến 53 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em tặng các chị giá là 160.000. 160.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho em mẫu này nhá. Bộ bây giờ em còn bộ B10, bộ B1, B2, B3 mỗi thứ nó còn một vài bộ thôi. Mỗi mẫu còn một vài bộ thôi ạ. Con đi ra ngoài. Ừ, yêu mẹ tí mẹ về bế đi ra ngoài đi. Ok. Ok. Mã 483 cộng số điện thoại cho em ạ. Đây bộ B1 này. Các chị lên đơn hàng ạ, màu hồng còn size gì chị? Màu là. Ô tại còn size mở. Đây, bộ size M này về đấy. B1 đúng không? Ôi dồi ôi, còn sót bộ size M màu hồng. Hồng đất này, B1 này. Bà Lan L. Đây, bộ size M là Hòa Bình ấy. 4 miền. Còn một bộ này chứ. Đấy. 61 con không vừa, 483 chỉ còn lẻ nguyên size M thôi. À đâu L. Bộ này em đang còn là bộ B1 các chị nhá. B1 cho em màu hồng đất này. Màu hồng nó sẽ đậm hơn trên line. Và tông màu đen, hai màu cho em ạ. À, màu đen còn size gì chị? M. Đen còn nguyên size M. 2 bộ, 3 bộ size M. 3 bộ size M màu đen. Và ML của màu hồng đất ạ. Em lên bộ thể thao này luôn nhá. B4, B3 còn 2, 3 bộ thôi. Mấy bộ? 4 bộ này. Ở B3 còn toàn size cao. Đây, B4 này. Tiếp là B3, B4, à B1, B4. Đây các chị có vẻ là bộ B1 ạ. Hồng M còn đúng một bộ này. Không biết chị Quỳnh có hỏi bộ này này. Ngày mai không biết chị Quỳnh có lấy không? Quỳnh lấy được rồi. Quỳnh lấy được chưa? Hôm trước lại cứ đợi vật sale bộ này mà không có này. Mình nói đổi cho bộ này. Bộ này là bộ em xả bộ này 490 các chị nhá. 490, bộ gấu hôm trước hết rồi chị ơi. Bộ gấu hết hàng rồi. Bộ này các chị có vẻ là bộ B1, em có hồng của size M với size L. 45 cân đến 60 cân thì em có size các chị nhá. 45 cân đến 60 cân em xả các chị là 490.000 ạ. Màu đen em còn 3 bộ size M. Màu hồng em còn 1 bộ size M. Và còn nguyên size L màu hồng thôi. Các chị có vẻ là bộ này là bộ B1 cộng số điện thoại ạ. B1 cho em ở hàng Quảng Châu các chị nhá. 490. Đó, 490.000 đồng ạ. Màu hồng là hồng đất. Hồng là hồng đất cho em. 490, các chị comment là bộ B1 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Sao lại không biết em có bị hủy đơn không là sao hả em? Chị nhận bộ này đẹp lắm. Hàng này còn là các chị đang mua hơn 800 giá thị trường đấy chị ạ. Các chị đang mua bộ này hơn 800 đấy. Em tặng các chị bộ này có 490 tại vì nó lẻ mẫu chị ơi. Lẻ mẫu lẻ size rồi. Màu đen còn nguyên size M các chị này. 3 bộ size M màu đen ạ. Đấy, 3 bộ size M màu đen. Các chị lên đơn hàng cho là bộ B1 các chị nhá. Giá gọi là giá xả lỗ cho chị ơi. Giá xả lỗ rồi. B1 kèm số điện thoại cho em. Hàng Quảng Châu cao cấp các chị này. Xịn sò luôn ạ. Đấy, đen các chị dưới 55 cân cho em ạ. Size L các chị size L màu hồng các chị từ 55-60 cân. Chị đỗ thơ lên số điện thoại chị ơi. Áo cổ lông màu đen nào chị? Tôi có mấy mã luôn á. Đó, bộ B1 cho em nhá. 490.000, em còn mấy bộ thôi. Các chị lần sau hỏi cũng không còn đâu ấy. Đấy, giá các chị vẫn đang mua ngoại trường 800-850. 800-850 không ai bán các chị bộ này 590 đâu. Em còn mấy bộ em xả nốt thôi các chị nhá. Còn mấy bộ xả nốt hàng thôi. 490.000 ạ.
lên đơn hàng cho là B1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên quần bò đi ạ, đợi em tí chị ơi. À, chị ơi, cất cất bộ này cho em nào. 490, hàng Quảng Châu các chị nhá. B1 cộng số điện thoại ạ. Chân váy mặc với lại là áo len gen nhá. Ờ, đây này, mẫu này còn đủ. Không gọi được á? Còn chị ơi, đây các chị này, lên các chị áo ren, để chị áo ren này, áo len ren các chị yêu nhá. Mày mã y bao nhiêu nhỉ? Mã này của nó là len mỏng ạ, Y17 cho em ạ. Ở đâu? Y17 các chị này, em đang có màu gì? Đen. Đen trắng tay ba màu đúng không? Ừ. Màu đen, màu trắng, màu kem. Các chị lên đơn hàng cho là Y17 và kèm số điện thoại ạ. Chị xem cái quần dạ, cái nào bị rơi mác ra ngoài này, nó bị rơi xuống đất này. Đây này, cái quần 007 này, 7707. Đây nào, ôi trời, áo gió. Áo gió nhà em vẫn chưa chốt đơn xong rồi chị yêu ơi. Áo gió gần như bay màu. Huyền ơi, lắp cho chị cái lông của cái áo kia cái. Lông áo kìa. Mai lên đơn hàng cho là Y17 và kèm số điện thoại ạ. Em đang có màu trắng này, màu đen với tông màu be các chị nhá. Trắng đen be ba màu ạ. Y17 em sale các chị là 270.000. 270. Len của nó là sẽ pha ren và len mỏng, len kiểu dòng điệu điệu ấy. Đó, 270.000 các chị comment cho là Y17 cộng số điện thoại ạ. Lấy chị mấy màu thế nào? Không có cái cặp ở đây nhỉ. Ở đây một cái. Dạ ngắn em có. Đây các bác này, đây là màu này là màu be cho em nhá, màu be này và tông màu đen. Trắng be đen ba màu cho em ạ. Bộ này bây giờ các chị dinh về mặc Tết luôn ạ, xinh cực luôn. Đó, mặc xinh cực luôn các chị nhá. Màu đen đây ạ, màu đen này, màu trắng ạ và tông màu be. Màu da da ấy. Có chị đây màu đen 56 cân ok chị luôn ạ. À, chị ơi, thật chết rồi. Quần cọc cao đi à. Anh Nga này chưa nghỉ sao ấy? Vẫn máy gì gì ở trên đồi kìa. Ừ. Trên đồi đấy. Đồi đằng sau nhà ta. Ủa bố mẹ này. Đổ đất đi. À, lúc nãy phải mua nước và mua cà phê thì là lấy cậu. Xem cái quần lót nỉ, xem là quần thô lót nỉ, xem là còn những size gì đưa cho các chị luôn. Đang lạnh lạnh cái này cho các chị. Hôm nay có mấy chị bảo em ơi, em có bán quần lót nỉ không, chị mặc đi làm, chị đi xa ấy, lạnh ấy. Thì đợt này em không nhập được hàng ấy. Bây giờ nó còn có vài cái ở cửa hàng thôi. Các chị biết là năm ngoái em nhập được rất là nhiều cái mã đấy. Nhưng mà máy biên nó đóng rồi, bây giờ có nhập được hàng ở đâu. Đâu cái quần thô lót nỉ rồi. Có ghi hẳn ra mà. Bây giờ xem bọn chị xem là còn cái gì để cho các chị luôn. Bảo là chị bảo là chị mặc size M thì em bảo hết size M rồi, chị bảo lấy size L cũng được mà không tìm được hàng ấy. Ừ, L XL mang đây còn mấy cái quần thô lót này để em tí em tìm hàng đã. Đang mặc là mã Y bao nhiêu ấy? Y18, à Y17.
áo đang mặc là mã Y17 triệu ơi, áo len pha gen chị nhá, len pha gen, len điệu, len xinh. 270 chị ơi, 270.000 ạ. 270 đây các chị này, nó là quần thô lót nỉ nhá các chị nhá. Quần thô lót nỉ cho em ạ. Các chị comment em là quần thô lót nỉ cộng số điện thoại ạ. Em chào chị Xuân Mùa nhá. Mọi này em đang còn size LXL đó các chị yêu. Để chặn LXL 2 size ạ. Nó quần thô lót nỉ là trước em bán nhiều lắm ý. Năm nay nó về thì nó về được mỗi tí thôi. Bây giờ nó lẻ size. Còn size LXL em cho nó các chị tầm khoảng là 50 ạ. 54 cân ạ, 53-54 cân đến tầm ở dưới 60 cân đổ về. Để chặn dưới 60 cân đổ về các chị tầm 52-53 cân đổ lên. Cho đến tầm khoảng 60 cân đồ với em chốt đơn em tặng các chị giá 235.000 đồng một quần ạ. Được chưa? Nó là tráng lớp nỉ mỏng thôi, nó không bị là dày quá. Nhưng mà nó rất là ấm luôn các chị nhá. Nỉ của nó kiểu là nỉ ép ấy. Được chưa? Nỉ của nó nỉ ép cho em này, mặc cực kỳ là ấm luôn. Nó là quần thô lót nỉ, các chị comment hộ em là quần thô lót nỉ và kèm số điện thoại ạ. LXL 2 size ạ. Được chưa? LXL 2 size các chị lên đơn này cho em ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn nhá. Đang lẻ một ít thôi, không còn nhiều. Nó lẻ mỗi tí thôi. Áo em mặc là Y17, còn quần là quần thô lót nỉ cho em. Quần thô lót nỉ hàng này hàng Quảng Châu á chị này. Xỉ đã 280-290 rồi. Áo đang mặc em lên rồi là Y17 chị Trịnh Đào ơi, em nó có 3 màu đấy. 3 màu cho em, rất là xinh luôn ạ. Đây. Chị Thành Huế chị comment cái gì kìa. À em ơi, Mai Bảo Huyền gửi chị kéo khoác G3 màu xanh lúc chưa em bán nhé. Bao nhiêu báo chị chuyển khoản nhé. Chị Thanh Nguyễn ok chốt Y17 màu đen. Chị Trần Loan có đơn hàng ạ. Cái gì? Loan ơi hôm nay mặc cái áo G15 đẹp, có ai cũng hỏi mua áo này ở đâu à? Ở đâu à? Ở đâu còn lâu mới nói à. Đó có đứa nó hack luôn áo của chị rồi em ơi. Đấy, không cất nhanh là bị hack mất đúng không? G15 là cái gì nhỉ? Xem hộ em cái áo khoác kia xem nó cái gì ấy. G16 á, G15 hết rồi còn đâu, đợt này cũng nhập được hàng ấy. Đẹp như thế bao nhiêu khách đặt. G15 là cái con tay lông hoàng sa này này. Con tay lông nắp lông gần chết này. G16 con vừa cổ với lông. G15 là cái tay lông đúng không? Tay lấp lông đúng không? Tay lỡ đúng không ạ? Rồi quần thô lót nỉ cho em. Dáng của là dáng legging đấy chị nhá. Quần thô lót nỉ là dáng legging. Áo em mặc là mã Y17 ạ. Y17 và cộng số điện thoại cho em ạ. Giá các chị là 270. Có 3 màu chị ơi. Đây lấy hộ em 3 màu ấy chị. Cái gì? Cái nào 3 màu? Cái em Y17 ấy này. Nhận được áo nhà chị ưng ý quá. Cảm ơn shop nhé. Cảm ơn chị Bùi Vọng nhá. Hôm nay dồn vào đơn cho em nhé. Nếu mà đơn hàng mà đi đơn rồi không dồn đâu chị ơi. Trừ khi là đơn hàng vẫn còn ở nhà em ấy, thì là các chị dồn đơn được. G16 thì em đang còn cái màu gì nhỉ? Màu cam cam ấy kìa. Ở trong khoác ấy. Như ở chỗ khóc này ấy. Không, đây là Y17. Còn cái mã G ấy, mã G là khoác len ấy. À cái khoác lông ấy. Em thử mặc cho các chị xem cái màu be của nó luôn này. Mặc cho các chị xem cái màu be. Quần tô 65 cân vừa chị, em chốt đơn các chị tầm 60-62 cân đổ về thôi. Q3 rất đẹp, em cảm ơn chị luôn nhá. Đây các chị này, len của nó là len mỏng thôi mà chất len rất là đanh luôn. Nó là hàng len của len xịn các chị này. Chất len nó đanh, nó mượt cực kỳ luôn đấy các chị nhá. Để chạm mã này các chị comment cho em là Y17 ạ, màu trắng, màu be với màu đen. Cộng số điện thoại ạ. Rồi, nhận được áo 153 đẹp, em cảm ơn chị nhá. Quần trong lót nỉ có dáng như quần bò không? Chị ơi, quần này vẫn mặc được đi làm mà chị. Quần thô lót nỉ như em khách vẫn mặc đi làm bình thường. Còn không có hàng ấy chị ạ. Bây giờ còn có mấy cái thôi. Đây màu be cho em này, be với đen. Be đen trắng 3 màu. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng nhá. Em tặng các chị con này là 270. 270.000. Đây màu be cho em ạ. Giờ có nhập được đâu, hình như là hôm trước. Hôm trước có một bà đâu nhỉ? Có hôm trước có một chị nào bom hàng một con áo đấy về ấy. Đâu rồi? Cái mã mà tay lấp lông ấy. Bán rồi. Bán luôn rồi à? Chị bảo là chị Xuân Mùa, rất là có một chị mua cái áo đấy xong rồi chị bảo là ngắn, chị chê ngắn. Mà thực ra em mặc trên line, tại vì khoác đấy là khoác ngắn mà chị đúng không? Khoác kiểu quần dáng choàng ngay, xong rồi đến nơi chị bảo là sao mà áo đấy nó ngắn thế? Em chả biết kiểu gì luôn. Mà em bán bao nhiêu hàng thì đấy mà không có hàng mà chốt. Xong lại hoàn bom hàng của em về, bom về em người khác đặt cọc luôn.
người khác chuyển khoản luôn. Người mua thì không được, người mua được thì ỏng eo. Xong là bảo là cái áo đấy sao nó ngắn, choàng nó phải ngắn chứ đúng không ạ? Choàng ngắn mà, choàng dài nó khác, choàng ngắn nó khác. Mà em thực ra em mẫu em mặc trên line, là các chị nhìn em thực tế là em mặc lên. Đưa cho em con đấy nào. Con đấy còn bao nhiêu cái? Con đừng lên G17 nữa nhá, con đấy lên là khoác vàng đi. G17 nó là lẫn mấy mã nỉ trưa nay đấy. À rồi. Mã này đó. Các chị comment là khoác vàng cho em này. Khoác vàng ba con. Để chạy mã này khoác vàng cho các chị luôn. Để chạy mẫu này khoác vàng cộng số điện thoại ạ. Cái này em tặng các chị là 450.000 nhá. Mấy? Thôi còn 3 cái tặng các chị nốt là 450. Để chạy 450. Khoác lông cho em màu vàng. Các chị comment em là khoác vàng mà kèm số điện thoại ạ. Khoác vàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 450.000. Em còn 3 chiếc lẻ. Để cho em còn 3 chiếc có lẻ mẫu như này. Phong các chị tầm ở dưới 60 cân đổ về các chị nhá. 45 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em tặng các chị 450 nốt. Còn 3 chiếc lẻ thôi các chị yêu. Còn mỗi 3 cái thôi. Hàng này các chị ơi, không có hàng về bù nữa ấy. Không có màu, không có hàng nữa. Còn đúng màu vàng. Của nó kiểu màu vàng đậm ấy. Đấy, khoác vàng cho em còn 3 chiếc, chị nào nhanh tay mình có đơn em tặng các chị 450. Các chị vẫn đang mua hơn 800 giá thị trường ấy. 800 một triệu một cái. Em tặng các chị là 450.000, còn 3 chiếc ạ. Để cho em còn 3 chiếc, 450 một áo các chị này, khoác vàng và kèm số điện thoại ạ. Không còn này, đâu. Con này có lơ. Con này khác con này. Khác mà, cái này còn 3 cái màu vàng thôi. Còn đúng 3 cái màu vàng. Bán lốt con này. Hình như là nó còn ở chỗ nào nữa. Khoác vàng đấy á? Ừ. Ở chỗ kia kìa, móc ra đấy còn có bay đây. Thôi ôi, làm gì còn nữa thế. Nó ở chỗ góc bên này này. Chuyển sang đấy rồi. Còn sang đấy. Chị Hà Trương nhá. Không còn đâu. Còn cái nào giống kiểu G15 nữa không còn. Em đặt bao nhiêu mà có hàng về đâu. À, chị Bình Yến một con này. Còn 3 chiếc chị ơi. Còn 3 chiếc này. G15, à quên. À, khoác vàng ạ, không còn trắng nữa chị ạ, hết sạch rồi. Hết sạch rồi chị ạ. Để em này. Tìm lại vì là mẫu này của nó là mẫu lẻ. Còn con này. Cái này còn một cái màu nâu này. Thấy chưa? Không. Mẫu này là mã bao nhiêu nhỉ? Hình như là mẫu này là G16 đúng không? G16 cho em ạ. Mẫu này là G16 cho em màu nâu các chị nhá. G16 màu nâu vừa kèm theo số điện thoại cho em ạ. G16 màu nâu, cái này em còn một chiếc của nó là tay kiểu tay lửng các chị nhá, tay lửng cho em ạ. Con này em sale có lúc các chị là 450 còn một cái thôi, 450. Đây này, nó lừng lừng, nó kiểu ngắn ngắn như này. Xong là đến các chị, có một chị bảo là nó ngắn, bảo là chê nó ngắn. Đây này, bơm về đây này. Con này các chị mặc bên trong cái áo tay nó kiểu là tay ren ấy. Thì nó sẽ đẹp hơn là cái tay nó thụng thụng như này. Mặc kiểu dáng kiểu áo giữ nhiệt bên trong ấy. Con này các chị comment trên là G16 màu nâu các chị nhá. G16 màu nâu em xả các chị 450 còn đúng một chiếc thôi. Cái này em bị bom về xả 450 luôn. G16 kèm số điện thoại cho em ạ. G16 kèm số điện thoại cho em 450. 450.000 ạ. Mã G16 ạ. Đấy, còn đúng một chiếc các chị này. G16 cộng số điện thoại ạ. Này, còn mấy con này bán luôn. Đây, bác nào thích khoác len không ạ? Khoác len dáng dài. Để chặn khoác cardigan dáng dài. Khoác cardigan dáng dài luôn nhá. Còn mấy con nhiệt mỏng nữa chị nào. Mấy con nhiệt mỏng em cũng lên luôn mã này cho các chị này. Cái này nó mỏng, mặc bên trong, áo mặc trong. 90.000 một cái. SML. Mã này có SML 3 size ạ. Em tặng luôn 90.000. Các chị comment là nhiệt họa tiết cho em ạ. Nhiệt họa tiết và kèm số điện thoại ạ. Nhiệt họa tiết em có 3 size SML. Các chị 40 cân đến 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn à. Các chị comment là nhiệt họa tiết cho em tặng các chị 90.000. Em còn sót một ít các chị nhá. 90.000 đồng một cái. Các chị lấy kèm đơn hàng mẫu này cho em. Để chạy lấy kèm đơn hàng mẫu này cho em. Tặng các chị 90.000 ạ. Các chị comment là nhiệt họa tiết và kèm số điện thoại ạ. Đó, nhiệt họa tiết và kèm theo số điện thoại cho em ạ, 90.000 một áo. 90.000. Cái này khoác bên trong những cái mẫu này thì cực kỳ xinh luôn.